Vâng, xin chào anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với livestream của Zig Global trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đến với một sự kiện đặc biệt, nó đánh dấu tinh thần bang hội và được tổ chức ra với bang Thiên Địa. Đây là giải đấu mà bang Thiên Địa họ sẽ so tài cùng với nhau ở trong nội bộ của bang hội mình. Mỗi thành viên sẽ được phép lựa chọn ra một môn phái ngẫu nhiên và đăng ký. Phần thưởng sẽ là 1.000 xu dành cho top 1, 500 xu dành cho top 2, 300 xu dành cho top 3 và 200 xu dành cho top 4. Chúng ta sẽ thi đấu theo thể thức thi đấu loại trực tiếp BO3. Với mỗi cặp đấu thì diễn ra 3 trận, chiến thắng 2 trận thì sẽ bước tiếp vào vòng trong. Hiện tại thì nhận được đăng ký danh sách tham gia của tổng cộng là 8 thành viên đến từ bang hội Thiên Địa. Và ngay bây giờ thì mình sẽ tiến hành bốc thăm để chia cặp và cho chúng ta tiến hành thi đấu luôn. Cảm rất là nhiều. Em đang đến với livestream của Global thì dừng lúc mình 2 giây nhé, thả tim, thả like và chia sẻ thêm livestream này để cho nhiều anh em nữa sẽ biết tới máy chủ hiệp khách của chúng ta, máy chủ dành cho em đang sinh sống và làm việc tại hải ngoại. Anh em chờ xem mình một xíu để mình lấy, mình đang phát livestream ở thêm một kênh nữa để cho em cùng xem. Em chờ mình xin 2 phút nhé, em cứ chuẩn bị chờ mình xin 2 phút thôi. Ok, vậy thì trong thời gian chuẩn bị thì mình sẽ tiến hành bốc thăm trước em nhé. Đây, mình sẽ tiến hành bốc thăm. Đây, danh sách đăng ký tham gia của chúng ta nhận được thì gồm có những nhân vật như thế này. Đây, 8 nhân vật. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái phần mềm là quy hợp nên để tiến hành bốc thăm. Rồi, mình làm luôn em nhé. Mình sẽ bốc thăm cho 4 cặp đấu để em chuẩn bị luôn. Vâng, vậy là theo sau cậu 3 sẽ là thành viên đầu tiên thi đấu nhá. Theo sau cậu 3. Theo sau cậu 3. Chúng ta sẽ tìm xem đối thủ của theo sau cậu 3. Theo sau cậu 3 gặp tiểu long nữ anh em ạ. Ôi giời ơi, đen cho theo sau cậu 3 rồi. Trận đấu đầu tiên gặp ngay ngay mới hình em ạ. Tay thối quá, xóa tay phát nữa nào. 1, 2, 3, 4, 5. Ở trong cái vòng đấu của chúng ta có 2 nga mi cơ, nên việc theo sau cậu 3 dính với 1 nga mi là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Vâng, vậy là nga mi VIP 1 mà cao quật sẽ là cái tên tiếp theo nào. Nga mi VIP 1 mà cao quật ở trận 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ôi trời ơi, hai trận đấu kỳ hệ anh em ạ. Cơn lốc tình yêu. Tay mình thôi thế nhở. Cuồn lôn gặp Nga mi. 1, 2, 3, 4, 5. Nhưng mà vẫn còn đường môn ở phía bên trong em này. Xin một cái tên, nếu mình nhớ không nhầm thì bác Võ Đang em ạ. Xin một cái tên Võ Đang. 1, 2, 3, 4, 5. Gặp Mr. T90. Đây là một trong những nhà đồng tài trợ cho sự kiện lần này các bạn Thiên Địa. Mr. T90. Hiếu Lâm gặp Võ Đang. Hay anh em ạ. Ở trận này thì hay rồi. Vậy là trận cuối cùng của Lữ Bố và FI Cái Bang. Anh em có đồng ý với cái lịch thi đấu này hay không? Có cần mình bốc lại hay không? Lữ Bố là đường môn, FBI Cái Bang là đường môn. Đây, lịch thi đấu này. Nếu anh em bang S có muốn bốc thăm lại thì sẽ comment lên nhé, để mình cho em bốc lại thì nó sẽ kịch tính hơn. Vì trận đấu này là của bang Thiên Địa tự tổ chức, nên anh em sẽ được phép bốc lại hay không, đó là quyền quyết định anh em nhé. Đấy, đây là lịch thi đấu của chúng ta đây. Em chờ một xíu để em đi em phát thêm cái livestream ở bên
với Việt Nam nữa cho anh em cùng xem. Bên đó anh em cũng rất muốn xem những cái live stream các giải đấu như thế này. À, Thiên Địa, ok anh em, băng Thiên Địa em nhầm. Có đánh luôn không anh em băng Thiên Địa ơi? Quất luôn, ok anh em nhé. Nói chung là đen đỏ tại tay. Anh em cho em, chờ em xin 2 phút để em làm cái live stream ở bên Zip Việt Nam cho em xem cùng nữa. Em ăn Thiên Địa. Em chờ em xin 2 phút nha. 2 phút. Em đi em hoàn thành nốt cái bảng này đã. Rồi ok anh em. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành thi đấu cho cặp đấu đầu tiên. Đó là theo sau cậu ba và tiểu long nữ. Trận 1 theo sau cậu ba sẽ so tài cùng với tiểu long nữ. Mỗi cặp đấu của chúng ta thì sẽ tiến hành thi đấu theo thể thức là BO3 với chạm 2 giành chiến thắng. Ở thế anh em qua công bình dương đông đi, qua công bình tử tương dương đông em ơi. Chào anh Hiền Trần nhé, chào anh Phú Triệu, chào anh David PN, chào tất cả anh em. Nếu mà Thành Đô lỗi chúng ta sẽ chuyển sang bên Tương Dương Đông, Công Bình Tử. Bên đây sẽ nhìn nó rộng hơn em ạ. Đó, tới đây đi em ơi, tới Công Bình Tử Tương Dương Đông đi. Đây, mình sẽ cho anh em xem cái lịch thi đấu. Ủa sao nó chưa cập nhật ở đây anh em nhỉ? Em chờ tí xem nào. À đúng rồi, thế này thì nó không cần. Em chờ một tí để em đây, như thế này thì nó sẽ cập nhật dễ hơn. Đây rồi em ơi, chờ em một tí. Đây là thứ tự của các cặp đấu anh em nhé. Mình sẽ để nó ở phía góc màn hình để cho em dễ nhìn. Rồi, ok anh em. Vậy là hai cao thủ của chúng ta ở trong loạt trận đầu tiên đã party nhau và tiến vào thi đấu rồi. Cảm ơn tất cả anh em đã đến với live stream của Zig Global trong buổi tối ngày hôm nay. Đây là sự kiện Thiên Địa Anh Hùng, sự kiện được tổ chức bởi chính em băng Thiên Địa. Đây là một trong những giải đấu mang tính chất bang hội và các thành viên của họ sẽ được phép đăng ký tham gia. Với mỗi người sẽ được đăng ký một ác và thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Mỗi một cặp đấu thì sẽ đánh theo thể thức là BO3. Cao thủ nào với 2 chiến thắng thì sẽ giành chiến thắng chung cuộc anh em nhé. Và nhà tài trợ chính của chương trình lần này đó là anh Hiền Trần, một thành viên của Thiên Địa. Mình cũng hy vọng được rằng ở trong những tháng ngày tiếp theo, các bang hội của chúng ta cũng có thể tự tạo ra các sự kiện. Và nếu được sự đồng ý của admin Linh Trần giống như ở trong đội ngũ ban quản trị, thì mình sẽ lên mình live stream và cho anh em theo dõi những thước phim đẹp nhất ở trong các sự kiện của chúng ta. Em rất là nhiều, đừng quên là thả tim, thả like hoặc là chia sẻ livestream này để xem vào hiệp khách của chúng ta sẽ ngày trở nên một phát triển hơn với những cuộc chiến không khoan nhượng. Đừng quên thì vào ngày mùng 4 tháng 6 tới đây, chúng ta sẽ đến với giải anh hùng đấu của toàn server với top 8 của liên đấu tháng vừa rồi theo thể thức là song đấu, sẽ tiến hành thi đấu với nhau. 40 giây sẽ đang chuẩn bị cho hai cao thủ của trận đấu này. Mình sẽ do xoay đồ anh em này, dây chuyền rất đẹp của tiểu long nữ. Tiểu long nữ là một trong những nhân vật đến từ cổ mộ, người yêu cũ của Dương Quá và là cô gái mà Doãn Chi Bình đã được hưởng lợi rất nhiều. Vâng, vậy là theo sau cậu ba sẽ PK theo trường phái là Vân Long Kích anh em ạ. Chào anh Hảo nhé, chào tất cả anh em. 20 giây, tiểu long nữ sẽ ra sân ở trong màu chữ xanh, còn theo sau cậu ba là màu chữ tím. Trận đấu bắt đầu.
Vâng, đó là Phong Sương Toái Ảnh em ạ. Một sự lựa chọn hoàn toàn hợp lý của Tiểu Long Nữ khi đối đầu với những cao thủ ở trong trận đấu solo, bởi khả năng áp chế bắt dính đến từ Phong Sương Toái Ảnh. Vâng, quá nhanh cho trận đấu vừa rồi. Một tình huống knock out và Tiểu Long Nữ đã giành chiến thắng. Xin chúc mừng cho chị đã có chiến thắng đầu tay. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào lượt trận thứ hai. Vậy trận 1, Tiểu Long Nữ thắng quá đen ạ. Thăm may rủi là đã đưa chúng ta gặp ngay trận đấu kỳ hệ ở trong trận đấu đầu tiên. Nhưng không sao anh em ạ, cuộc sống mà, lúc nào nó cũng có người đen và người đỏ. Người đen thì phải chia buồn thôi, còn người đỏ thì xin chúc mừng. Nào, chuẩn bị chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ hai. Tất cả sẽ đánh theo thể thức là BO3, nên mình cũng hy vọng rằng các cao thủ sau khi hoàn thành một trận đấu sẽ tiến hành mua máu và bắt thi đấu luôn. Trận đấu thứ hai của Tiểu Long Nữ và theo sau cậu 3, mình cũng xin chia buồn với sau cậu 3 em nhé. Chào Đức Việt, chào anh Phú Triệu, chào anh Rin Trần, chào tất cả anh em. Về các cái giải đấu của các băng hội này thì mình nghĩ rằng các băng hội sẽ tự sắp xếp với nhau và sẽ thông báo cho admin Rin Trần. Nếu mà admin Rin Trần giống như là ban quản trị đồng ý thì mình sẽ lên mình livestream cho em xem. Và mình cũng hy vọng rằng những cái giải đấu như thế này được tổ chức thường xuyên. Ở trong sự kiện lần này của bang Thiên Địa thì top 1 sẽ được 1.000 xu, top 2 500 xu, top 3 300 xu và top 4 là 200 xu. Giải đấu của em bang Thiên Địa nhé. Hôm nay thì có 8 thành viên của Thiên Địa đăng ký tham gia. Mỗi người sẽ chơi một ác và chúng ta sẽ thi đấu theo thể thức là vòng loại trực tiếp. Đây, đây là thứ tự của các cặp đấu. Trận đấu đầu tiên là của Thiên Nhẫn theo sau cậu 3 và Nga Mi Tiểu Long Nữ. Trận thứ hai là của Nga Mi VIP Bầm Mặc Cao Quật và Aculon Cơ Lốc Tình Yêu. Thứ ba là Thiếu Lâm xin một cái tên là Mr. T90 Võ Đang. Trận thứ tư là Lữ Bố và FBI Cái Bang. Đây à, FBI KK Kháng Đường Môn em ạ, rất hay. Em đang xem livestream thì phải dừng lại giúp mình 2 giây nhá. Thả tin, thả like và chia sẻ livestream này để cho thêm nhiều người em sẽ biết tới máy chủ Zico Global của chúng ta, máy chủ hiệp khách server Võ Lâm Hải Ngoại dành cho em đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Sẽ là 40 giây cho thời gian chuẩn bị. Rất đáng tiếc dành cho theo sau cậu 3 vì là một trong những hạt giống số 1 của mùa giải Ác Thiên Nhẫn Vân Long Kích, nhưng đã phải chạm trán với một ác kỵ hệ ở ngay trong loạt trận đầu tiên. Hy vọng rằng ở trong những loạt trận tiếp theo, những lần tổ chức tiếp theo em mang Thiên Đế, thì theo sau cậu 3 sẽ có được những sự may mắn tốt hơn, ít nhất sẽ không phải là gặp phái kỵ hệ như thế này. Tiểu Long Nữ đang đứng rất gần cơ hội để bước vào trong vòng bán kết với một chiến thắng đầu tay rồi. Chào Đế Nguyễn nhé, chào tất cả anh em. Trận đấu bắt đầu rồi. Vẫn là những pha tấn công chủ động đến từ Tiểu Long Nữ. Ác Nga Mi bên phía bang hội Thiên Địa. Vâng, rất nhanh em ạ. Kỳ hệ nên nó sẽ không dễ dàng để tạo ra yếu tố bất ngờ. Xin chia buồn cùng theo sau cậu 3. Một chiến thắng quá trong vánh dành cho Tiểu Long Nữ rồi. Ok anh em, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đã có kết quả trận 1 rồi. Vậy thì theo sau cậu 3 đã là người thất bại em nhé. Thất bại thì mình sẽ để dấu màu đỏ này. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt 2 của NM VIP 1 mà Cao Quật Nga Mi sẽ so tài cùng với Cơn Lốc Tình Yêu. Vâng, chúng ta sẽ hẹn gặp lại theo sau cậu 3 ở trong giải đấu tới nhá. Còn bây giờ thì mình xin mời VIP 1 mà Cao Quật Nga Mi sẽ so tài cùng với Cơn Lốc Tình Yêu. Vâng, đây, đây sẽ là ác VIP 1 là Cao Quật Nga Mi. Và chúng ta đang đợi chờ thêm Côn Lôn Cơn Lốc Tình Yêu nữa. Chào Lễ Quan nhá, chào Ti Phong, chào tất cả anh em. Hy vọng rằng thì các bang hội của chúng ta cũng sẽ nhìn theo cái cách tổ chức sự kiện của anh em bang Thiên Địa và tổ chức cho bang hội của mình những giải đấu tiếp theo, để chúng ta sẽ có thêm những cơ hội cọ sát để chuẩn bị sẽ bước tới giải Võ Lâm Minh Chủ của máy chủ hiệp khách này, sẽ được tổ chức quy mô và hoành tráng nhất ở trong làng Lâm Hải Ngoại từ trước tới giờ.
Hiện tại thì bên Texas đang là 22 giờ rồi. Còn ở bên Việt Nam thì đang là 10 giờ 01 phút. Đây cũng là một trận đấu kỹ hệ anh em ạ. Gần lốc tình yêu, cái tên đã có thể nói lên được một người rất trung tình rồi. Cơn lốc tình yêu của Colon. Colon Down em ạ. Không, Colon Set 20 kháng lôi là Colon Set rồi. Ôi dồi ôi, cái dây chuyền nhìn khiếp quá anh em. Ở đâu ra cái chuyền nó kinh khủng như này. 40 làm chậm. Mặc rất nhiều kháng lôi. VIP 1 mà cao quật Nga Mi cũng đã có những sự đề phòng nhất định thì sẽ phải đối đầu với một ác kỵ hệ lên lượng kháng lôi ở trên người của VIP 1 mà cao quật Nga Mi là rất nhiều. 40 giây sẽ thời gian chuẩn bị cho cặp đấu này. Cửa lốc tình yêu đang tỏ ra lợi thế hoàn toàn bởi trên đầu đang có một vật phẩm mặt trăng màu hồng, biểu tượng cho nhất kỳ cạn khôn phủ. Vật phẩm cũng giúp cho anh em gia tăng thêm một kỹ năng vốn có, một Colon Set em ạ. Một trong những môn phái đã làm nên được kỳ tích ở trong giải mưu lược ra cát vừa rồi, có thể kể đến như ác Colon vô đối. Vâng, trận đấu bắt đầu rồi. VIP màu cao quật Nga Mi đang là người chủ động tấn công. Tuy nhiên cẩn thận khi bùa mê tu ngảo ảnh của cơn lốc tình yêu đã lên được ở trên đầu rồi. Chào anh Vũ Hứa nha, chào tất cả anh em. Mặc dù sẽ rất khó khăn dành cho VIP một màu quật Nga Mi, nhưng liệu rằng chị có tận dụng được phong sương toái ảnh, skill có khả năng áp chế để làm nên chiến thắng cho Acolon hay không? Bất động quá nhiều em ạ. Xét nổ không kịp thở dành cho Ác Nga Mi này. Sự nguy hiểm khi chúng ta có thể kết hợp được cả mê tung ngào ảnh và lôi động cửu thiên, hai skill huyền thoại của Acolon. Đặc biệt nữa đó là khí tâm phù. Đó là một pha chụp ảnh chính xác của cơn lốc tình yêu, không hề có cơ hội di chuyển thoát ra dành cho Ác Nga Mi. Mặc dù Nga Mi đã mặc rất nhiều kháng lôi rồi, nhưng chúng ta có thể thấy được rằng lượng sét và đam nổ là to như thế nào. Có lẽ VIP 1 và cao một Nga Mi sẽ hạn chế những pha di chuyển. Chị cần lấy công để bù thủ, sử dụng chính phong xương tọa ảnh của mình để tạo ra những pha giữ chân và không cho cái lốc tình yêu có thể nhồi thêm được nhiều lượng sét nữa. Bởi nếu để cho lôi động cửu thiên có thể nổ sét được thì sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta đang đến với giải Thiên Địa Anh Hùng, giải đấu được tổ chức bởi chính những anh em đến từ Bang Hội Thiên Địa. Hôm nay thì sẽ có 8 thành viên của em Bang Thiên Địa đứng ra đăng ký. Và chúng ta sẽ thi thức theo thể đấu là loại trực tiếp BO3. Với chạm 2 thì sẽ giành chiến thắng. Sau đó sẽ diễn ra trận bán kết tranh giải 3-4. Và cuối cùng là tranh ngôi vị vô địch. Top 1 thì sẽ được 1.000 xu, top 2 2.500 xu, top 3 300 xu và top 4 là 200 xu. Và hôm nay thì nhà tài trợ chính cho chương trình lần này là anh Hiền Trần, một trong những thành viên của Bang Thiên Địa. Ngoài ra thì cũng có một chút quà nho nhỏ được gửi tới từ ban quản trị, đó là admin Hiền Trần cũng tài trợ thêm 1.000 xu cho Bang Thiên Địa. Mình hy vọng rằng đây sẽ là một trong những giải đấu đầu tiên của quy mô bang hội. Những bang hội khác như Tam Hoàng và anh em Bang Tây Sơn có thể tổ chức. Nếu được sự đồng ý của đội ngũ ban quản trị và admin Hiền Trần thì mình sẽ lên tiến hành live stream cho em theo dõi. Về sự sắp xếp thì anh em trong bang hội sẽ tự tổ chức với nhau, và mình thì chỉ live stream thôi anh em nhé. Cái này là bốc thăm ngẫu nhiên em ơi, mình bốc thăm ở đầu live stream rồi để tạo ra cái sự kịch tính và căng thẳng, cũng giống như có những yếu tố đen đỏ nữa. Thì tất cả những giải đấu của chúng ta sẽ đều là bốc thăm trực tiếp anh em nhé, trừ những trận đấu quan trọng. Đây đang là server hiệp khách, server của võ lâm hải ngoại dành cho đang sinh sống ở nước ngoài. Máy chủ được đặt tại Texas, hiện tại đang là 22:06 đêm rồi. Còn bên Việt Nam đang là 10:06. Những nỗ lực không ngừng đến từ Ác Nga Mi VIP 1 mà cao quật, mặc dù chị đang vấp phải những khó khăn bởi yếu tố kỳ hệ chúng Ác Colon Set. Tuy nhiên vẫn đang thi đấu hết mình em ạ, không hề có một sự nhún nhường hay bỏ cuộc nào. Dù thắng hay thua thì Nga Mi VIP 1 mặc cao quật cũng xứng đáng dành những tràng vỗ tay hay những lời động viên đến từ khán giả của chúng ta.
Đây mới là lượt trận đầu tiên ở trong cặp đấu giữa cơn lốc tình yêu. Và Nga Mi VIP 1 bằng cao quật thôi. Sau trận đấu này chúng ta sẽ đến với hai trận đấu khá thú vị. Trận đấu của Thiếu Lâm và Võ Đăng và một cuộc nội chiến ở đường môn ở trong cặp đấu thứ tư. Trận đấu bước vào thi đấu thứ tư rồi nhưng VIP 1 bằng cao quật Nga Mi vẫn còn trụ vững được. Rất xuất sắc anh em ạ. Xét nổ rồi nhưng mà chưa giao thừa đâu. Khi nào knock out thì mới có đón mừng năm mới dành cho cơn lốc tình yêu. Rất khó em ạ. Bởi vì vòng ảnh hưởng sát thương của lôi động cửu thiên là rất lớn. Và đặc biệt nữa, nếu để cho tới 2 và 3 nhịp lôi động cửu thiên có thể đánh trúng vào người thì đam nổ lên sẽ rất to anh em nhé. Vừa rồi chúng ta một lần nữa chứng kiến được pha sử dụng khí tâm phù thành công đến từ cơn lốc tình yêu. Một trong những skill chụp ảnh của Côn Lôn làm giữ chân đối phương. Và cảm giác như VIP 1 mà Nga Mi đang đi catwalk ở trong trận đấu này chứ không phải là thi đấu nữa em ạ. Cứ 3 bước di chuyển chị lại phải dừng lại một nhịp. Và cơn lốc tình yêu không khác gì một nhiếp ảnh gia đang chụp lại những bức ảnh đẹp nhất của VIP 1 mà cao quật Nga Mi. Một bức ảnh và hiệu ứng đến từ luồng xét của lôi động cửu thiên. Quá khó chịu. Mê tung ảo ảnh là một trong những skill làm mít đi mốc choáng và mốc chậm của mỗi cao thủ. Và nếu dính thêm cả khí tâm phù như vừa rồi nữa thì em thấy được rằng VIP 1 ngạc cao quật Nga Mi không làm cách gì khác đó là đứng yên và bị chụp ảnh thôi. Vâng, rất đẹp em ạ. Có lẽ sau trận đấu này thì cơn lốc tình yêu và VIP 1 bằng cao quật Nga Mi có thể rủ nhau đi ra bãi biển chẳng hạn, có thể sang Hawaii để chụp ảnh lưu niệm cùng với nhau nhé. Đây mới là cặp thi đấu thứ hai thôi. Chúng ta vẫn còn hai cặp đấu để bước vào trong bán kết. Đội chiến thắng ở trong cặp đấu thứ nhất thì sẽ so tài cùng với đội chiến thắng ở trong cặp đấu thứ hai. Trong khi đó thì đội chiến thắng ở trong cặp đấu thứ ba sẽ so tài cùng với đội chiến thắng ở trong cặp đấu thứ tư. Bốn trận đấu của chúng ta đều được bốc thăm trực tuyến. Sau trận này chúng ta sẽ đến với một cuộc đấu của Võ Đăng và Thiếu Lâm. Rất xuất sắc em ạ. Trận đấu đã bước vào phút thi đấu thứ 6 rồi và VIP 1 mà cao quật Nga Mi vẫn còn trụ lại được. Điều mà mình cảm giác chưa từ một Nga Mi nào có thể thành công khi đối đầu với Côn Lôn, kể cả ở trong sự kiện ngũ tuyệt vừa rồi. Những cuộc đánh của Côn Lôn và Nga Mi đều diễn ra rất nhanh. Nhưng trận đấu này đã 6 phút trôi qua và cơn lốc tình yêu vẫn không thể knock out được Nga Mi. Liệu rằng có một kết quả nào khi Nga Mi câu hết mana và máu của cơn lốc và giành chiến thắng hay không? Quá khó chịu với lượng set của Côn Lôn. Đây chính là giải đấu Thiên Địa Anh Hùng. Giải đấu được tổ chức bởi các thành viên trong bang hội Thiên Địa. Có 8 thành viên đăng ký tham gia. Ôi trời ơi, hay quá, quá hay luôn. Vậy là đã có knock out xảy ra rồi. Vâng, điều kỳ diệu không chỉ đến ở trong phòng giam số 7 mà điều kỳ diệu còn đến ở trong trận đấu giữa Côn Lôn và Nga Mi như thế này. Một chiến thắng quá thuyết phục dành cho Nga Mi khi bị đánh giá ở cửa thấp hơn. Thì VIP 1 mặc áo quy, Nga Mi đã thi đấu hết sức mình. Và cuối cùng với bản lĩnh của mình, với khả năng bơm máu, thì VIP 1 mặc cao quật Nga Mi đã chiến thắng khi cơn lốc tình yêu đã không còn máu nữa rồi. Quá hay, xin chúc mừng dành cho ác Nga Mi một vụ nổ ở trong trận đấu hôm nay anh em ạ. Tuyệt vời, tuyệt vời. Một trận đấu với một sự bất ngờ. Chào Phi Lâm Nhất nha, chào anh Vũ Hứa, chào Hiền Trần, chào Rin Trần, chào anh Trần Nhân, chào Hoàng Trần, chào Đức Việt, chào tất cả em đang ngồi theo dõi livestream của Zig Global ở trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa chúng ta sẽ xem lại cái chết của cơn lốc tình yêu. Vâng, anh đã chết ở trong chính cơn lốc của mình vậy. Một cơn cuồng phong được tạo ra. Những người chiến thắng được trong vòng báo tố vừa rồi thì lại là Nga Mi. Một chiến thắng hoàn toàn để tạo nên tên tuổi của Nga Mi này. Thực sự thì đến bản thân mình cũng không
dám nghĩ rằng chiến thắng sẽ dành cho Ngami ở trong cặp đấu vừa rồi. Bởi vì Colossus ở trong server chúng ta đang rất mạnh, anh em có thể xem lại ở trong vòng chung kết của sự kiện ngũ tuyển, à sự kiện mưu lược gia cát, một mình CL vô đối đã đánh bại tận những ba thành viên của anh em băng Tam Hoàng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt trận thứ hai của cơn lốc tình yêu và Ngami vip bộ mà cao quật. Mình sẽ cho anh em xem lại đầu của cơn lốc tình yêu nhé. Dây chuyền 14 này, 20 kháng lôi, 40 làm chậm. Mới làm chậm và không hề có một tí nào kháng băng ở trên người anh em ạ, không có một chút kháng băng nào, chỉ với 80 làm chậm thôi. Trong khi đó viết màu mặc cao quật 26 kháng lôi này, 26 với 19 là bao nhiêu anh em nhỉ? 26 19 40 45 45 thêm 30 75 75 kháng lôi này, 90 75 cộng với 17 92 này, 92 122 122 các bạn cộng với 30 nữa đi. 152, 151. 151 với 19, 170. 189. 189 kháng lôi trừ đi tầm khoảng mình gọi là 25 kháng lôi, gọi trần trừ gần 30 kháng lôi đi. Vậy là còn 150 kháng lôi. Ôi đấy, kháng lôi nó rơi vào tầm khoảng cộng 4 anh em ạ. Kháng lôi của Akami ở cộng 4. Hay quá, quá tuyệt vời. Mình thích những trận đấu như thế này. Những trận đấu mà nó tạo ra được yếu tố bất ngờ. Những trận đấu mà sự kỳ diệu nó sẽ đến. Cảm ơn những chia sẻ của anh em ở trên livestream. Và mình đang ghi nhận được ý kiến của Ngô Hoàng Viện khi nói rằng là nội lực của Côn Lôn là rất ít. 14 nội lực, 18 nội lực, 32 nội lực, vậy được tầm khoảng 60 nội lực rồi. 120 nội lực. Đấy, 130 nội lực. Vậy là nội lực của đồ ở trên người của cơn lốc tình yêu nó rơi vào đâu đó tầm khoảng là 150 điểm nội lực. Và cộng thêm với nội lực ở trong bản thể nữa thì nội lực của cơn lốc tình yêu chỉ rơi tầm khoảng 500 thôi. Vậy là cơn lốc tình yêu sẽ hết mana trước khi hết máu anh em ạ. Đó, khi anh nhồi lôi động cửu thiên liên tục. Đúng rồi, anh Trần Nhân cũng đang có một ý kiến khá tương đồng với khán giả ở trên livestream, đó là việc cây mana của Côn Lôn chỉ rơi tầm khoảng 500. Lại còn chưa kể bùa mê tung ảo ảnh hết 54 mana, khí tâm phù 30 mana, hai bùa hết 100 và trưởng ba cái hết một cây mana, em thấy không? Những khán giả của chúng ta cũng đang có một sự am hiểu và phân tích rất kỹ lưỡng ở trong livestream này để đưa tới anh em biết được rằng là vì sao trong trận đấu vừa rồi chúng ta đã có một pha knockout và giành chiến thắng của VIP1 mặc cao quật. Rồi trận đấu trong vòng đấu thứ hai bắt đầu. Nếu như không tỉnh táo ở trong trận đấu tiếp theo, khả năng cao cơn lốc tình yêu sẽ hết mana trước khi hết máu giống như ở trong trận đấu trước. Và chiến thắng chung cuộc sẽ thuộc về Ngami để giành ra một tấm vé để vào thi đấu bán kết. Ok, chủ ác Thiếu Lâm không muốn xem đồ thì ok, thì mình không soi đồ anh em nhé. Mặc dù thì cơn lốc tình yêu mang vào là 80 làm chậm, nhưng trên người anh không hề có một chút kháng băng nào. Còn đối với Akami thì mang vào tới tầm khoảng kháng lôi cộng 4. Một lượng kháng lôi đủ để làm giảm lượng sát thương của Akonlon. Vâng, Akonlon đã thi đấu chậm rãi trở lại rồi. Không còn những pha thi đấu ảo ạt giống như ở trong trận đấu đầu tiên nữa. Ngami đang lên ngựa để di chuyển một cách khôn ngoan. Nếu như không có knock out bởi lưu động cửu thiên thì chúng ta cũng đang chờ mong điều kỳ diệu đến với VIP1 mặc cao quật. Nếu chiến thắng ở trong trận đấu này, chị sẽ so tài cùng với Akami tiểu long nữ ở trong vòng bán kết 1. Em thấy không, choáng thậm chí còn làm mờ camera. Vừa rồi là tình huống chúng ta mất hình của Akami ở trong phía khu vực góc 3 giờ của đôi đài. Vâng, nếu cơn lốc tình yêu không ra đòn thì Ngami họ sẽ phản công, bắt buộc phải đánh em ạ. Một trong những comment mình ghi nhận thấy rất tâm huyết của anh Trần Nhân ở trên livestream, đó là việc phân tích về lượng
mana của cơn lốc tình yêu ở trong trận đấu này. Cây mana của cơn lốc tình yêu với việc đồ đạc mình soi được là sẽ có tầm khoảng 150 đến 180 nội lực. Vậy lại cộng thêm với mana của bản thể nữa thì cây mana sẽ dao động ở trong mức xấp xỉ 500. Với việc hao 54 điểm nội lực cho mê tung ảo ảnh, ký tầm phù 30 mana, hai bùa 100 mana và thêm cả lối động cửu thiên nữa thì chỉ cần 3 nhịp trưởng thôi là hết một cây mana rồi. Vì thế cơn lốc tình yêu sẽ hết mana trước khi hết máu anh em nhé. Mình thử xem là cơn lốc tình yêu mang vào mana và máu như thế nào. Cơn lốc tình yêu mang vào 60 hoa anh em ạ. Hào mòn đi rất nhiều mana. Chúng ta đang đến với sự kiện Thiên Địa Anh Hùng. Sự kiện được tổ chức bởi em bằng Thiên Địa ở trong máy chủ hiệp khách này. Có 8 thành viên của Thiên Địa đăng ký tham gia. Chúng ta đã tiến hành và bốc thăm thi đấu rồi. Đây là cặp đấu thứ hai, cuộc đối đầu của Colon Ngami. Sau cặp đấu này chúng ta sẽ đến với cặp đối đầu của Thiếu Lâm và Võ Đang. Và cặp đấu cuối cùng là cặp đấu của hai đường môn. Đối với đội chiến thắng ở trong cặp đấu thứ nhất thì sẽ thi đấu với đội chiến thắng ở trong cặp đấu thứ hai ở trong bán kết. Trong khi đó thì đội chiến thắng ở cặp đấu thứ ba sẽ thi đấu cùng với đội chiến thắng ở trong cặp đấu thứ tư ở trong bán kết. Tất cả các trận đấu chúng ta đều đánh theo thể thức là BO3. Chặng hai chiến thắng thì sẽ là chung cuộc. Mình cũng hy vọng rằng là sau cái sự kiện lần này của em bang Thiên Địa thì những bang hội khác của máy chủ hiệp khách như anh em bang Tây Sơn Tam Hoàng hay những bang hội khác của Di Việt Nam như M chơi xã đoàn hay anh em bang Giang Hồ, Cướp, Thiên Đế và Phá Long, những bang hội đang chinh chiến ở trong hai máy chủ chúng ta sẽ tổ chức thêm những cái giải đấu, những sự kiện này dành cho chính bang hội của mình. Và nếu được sự đồng ý của đội ngũ ban quản trị thì mình sẽ lên live stream cho em xem về sự sắp xếp và phần thưởng của các bang hội, thì các bang hội sẽ tự lên kế hoạch nhé. Và mình chỉ đóng vai trò là live stream thôi. Hôm nay ở trong cái sự kiện Thiên Địa Anh Hùng này thì hạng 1 sẽ được 1.000 xu, hạng 2 là được 500 xu, hạng 3 là 300 xu, hạng 4 là 200 xu. Hôm nay thì nhà tài trợ chính dành cho sự kiện Thiên Địa Anh Hùng của bang Thiên Địa là anh Hiền Trần. Trong khi đó thì cũng có thêm một chút quà nho nhỏ của ban quản trị, đó là Admin Trần cũng gửi tặng em bang Thiên Địa 1.000 xu để khích lệ tinh thần thi đấu của anh em. Và rất công bằng ạ, nhưng nếu anh em bang Tam Hoàng, em bang Tây Sơn cũng giống như bang hội ở bên Di Việt Nam tổ chức những cái sự kiện mang chất bang hội như thế này thì ban quản trị cũng rất sẵn lòng để có một chút phần quà nho nhỏ đồng hành cùng các anh em ở trong các giải đấu. Vâng, theo phán đoán của anh Trần Nhân ở trên live stream thì bây giờ Côn Lôn chỉ còn tầm khoảng 20 bình ngũ hoa nữa thôi và trận đấu mới chỉ diễn ra được một nửa thời gian thi đấu. Trận đấu này thì cơn lốc tình yêu cũng đã thi đấu chậm rãi trở lại rồi, nhưng nếu anh không xuất trận tấn công thì chắc chắn Ngami VIP một màu cao quật cũng sẽ bào mòn đi mana và máu thôi. Bởi vì cơn lốc tình yêu Côn Lôn này không có một chút kháng băng nào trên người ngoài sợi dây chuyền và kháng băng của bản thể ra, nên việc Ngami có thể giành chiến thắng ở trong lượt trận thứ hai này hoàn toàn có thể xảy ra. Ok anh em, được rồi. Theo những yêu cầu anh em thì mình sẽ xoay đồ anh em xem nhá. Đây là đồ của VIP 1 bằng Ngami. Sợi dây chuyền có nghĩa là quá đẹp rồi. Đây, rất nhiều kháng lôi. 30 kháng lôi, 6 đây. Đấy, kháng lôi em nhìn nhá, đắp full kháng lôi rồi. Kháng lôi của VIP 1 bằng cao quật mình nghĩ nó rơi vào tầm khoảng cộng 4. Còn cơn lốc tình yêu, ngoài cái dây chuyền kháng lôi kháng 14 kháng băng ra thì ở trên người không có một chút kháng băng nào. Mặc dù thì đã mặc được 80 làm chậm. Mình xoay nhanh em nhé, xoay nhanh để đỡ mất góc nhìn. Trận đấu này có lẽ cơn lốc tình yêu thì đấu thật chậm lại anh em, thật chậm lại. Anh đã thất bại ở trong trận đấu trước với việc để cho mana và máu hết trước VIP 1 mà không quật Ngami. Việc lạm dụng quá nhiều khí tâm phù và thả lôi động cửu thiên không chính xác, hiệu quả chính là một trong những tứ huyệt mà cơn lốc tình yêu đã trúng phải ở trong lượt đấu đầu tiên cùng với Ngami VIP 1 mặc cao quần. Vẫn còn 3 phút 40 giây. Anh em thấy không, khi Ngami mang vào tầm khoảng kháng lôi cộng 4
thì lượng set của Club Tình Yêu có sát thương là không nhiều. Một số khán giả đang tư vấn cho Ác Nga Mi về việc di chuyển trên ngựa và câu những bình ngũ hoa cuối cùng của Club Tình Yêu, nhưng không được em ạ, bởi vì hai cao thủ đang thi đấu ở trong sàn và họ không thể đọc được những bình luận của anh em ở trên livestream. Tuy và đặc biệt nữa thì mỗi người có một cách PK riêng. Đang là 1-0 dành cho VIP 1 mà cao quật rồi. 2 phút 40 giây. Liệu rằng Nga Mi có câu được ngũ hoa của cô Lôn ở những phút cuối cùng này hay không? Cơn lốc vẫn đang xả xét một cách điên cuồng. Và nếu cô Lôn không ra tay thì Nga Mi sẽ phán đòn em ạ. Cũng rất khó. 2 phút, liệu rằng cơn lốc có bảo toàn được mạng sống của mình để chiến thắng bởi hiệu số sát thương hay không? Hay sẽ là một pha hết máu và chiến thắng sẽ lại thuộc về Nga Mi? Nếu trận này cô Lôn thắng thì chúng ta sẽ bước vào trận đấu thứ 3 anh em nhé. Bởi vì toàn bộ những cái trận đấu ở trong cái ngày thi đấu hôm nay thì sẽ được diễn ra theo thể thức là BO3. Với chạm 2 chiến thắng thì sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Em để bình chọn cho Nga Mi sẽ comment cho mình chữ NM nhá. Để bình chọn cho Côn Lôn thì sẽ comment cho mình chữ CL. Còn có 1 phút 20 giây để chúng ta bình chọn thôi. Chưa từng nghĩ rằng về việc Côn Lôn xét lại thua Nga Mi giống như ở trong trận đấu đầu tiên. Và những cái thắc mắc đó cũng đã được khán giả giải đáp ở trên livestream rồi. Đó chính là khả năng hụt hơi ở lượng nội lực của Côn Lôn. Vâng, rất nhiều comment NM đã hiện lên ở trên phần bình luận của khán giả rồi. Anh em đều đồng loạt ủng hộ cho Nga Mi bởi khả năng PK và tinh thần thi đấu quật cường. Thì những lá thăm máy rủi đã đưa Nga Mi đối đầu với một ác Côn Lôn kỳ hệ, nhưng không hề có một sự run sợ nào xảy ra. Chiến đấu bằng hết sức mình. Vâng, Côn Lôn bây giờ chính Côn Lôn đã phải lên ngựa để câu rồi. Trận đấu chúng ta còn tầm khoảng 40 giây nữa kết thúc. Liệu rằng Côn Lôn đã hết máu hay chưa? Tới lượt Nga Mi phản công rồi. Hai mươi giây cuối cùng. Liệu rằng Nga Mi có tận dụng được 20 giây cuối cùng này để knock out được Côn Lôn hay không? Vâng, vậy là đã không có bất ngờ xảy ra ở trong trận đấu thứ hai này rồi. Với việc Cơ Lốc Tình Yêu bị đánh trúng là 90.000, còn Nga Mi đánh trúng là 165.000. Và Cơ Lốc Tình Yêu đã chiến thắng được ở trong trận thi đấu thứ hai này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào trong trận đấu thứ ba. Kém rất là nhiều. Và một đều. Khá đáng tiếc. Một lần nữa chúng ta sẽ xem lại tình huống knock out ở trong cuộc đối đầu lần 1 giữa Côn Lôn và Nga Mi. Giá như ở trong sự kiện lần này trận đấu không đánh theo thể thức BO3 thì ác Nga Mi đã có tấm vé để tham dự bán kết rồi. Đây, mình cho anh em xem lịch thi đấu. Ở trận đấu đầu tiên thì Nga Mi đánh thắng được ác Thiên Nhẫn này. Trận thứ hai đang là một đều giữa Côn Lôn và Nga Mi. Trận thứ ba là Võ Đang và Thiếu Lâm. Trận thứ tư là hai đường môn đánh với nhau. Vậy là sau thất bại ở trận đấu đầu tiên, Cờ Lốc Tình Yêu cũng đã rút ra được bài học của mình. Không quá ham tấn công để bảo toàn lượng ngũ hoa. Vâng, đợi Nga Mi đi mua máu về chúng ta sẽ đánh tiếp anh em nhé. Thì đây là sự kiện Thiên Địa Anh Hùng, Thiên Địa Anh Hùng được tổ chức bởi chính những thành viên của Bang Hội Thiên Địa. 8 nhân vật đăng ký tham gia đánh với nhau theo thể thức loại trực tiếp. Nhà tài trợ chính của chương trình lần này thì là anh Hiền Trần,
thành viên của anh em bang Thiên Địa, hình như nếu không nhầm là chủ ác của Mr. T90 ấy, Thiếu Lâm này này. Mình hy vọng rằng những bang hội cũng có thể xem lại cách tổ chức giải đấu của anh em bang Thiên Địa để tổ chức cho chính bang hội của mình. Anh em cứ sắp xếp đi và sẽ liên hệ với ban quản trị. Nếu được đồng ý thì mình sẽ lên live stream cho anh em xem. Về phần thưởng giống như là sắp xếp của các bang hội thì sẽ anh em tự quyết định nhá. Còn mình thì chỉ phụ trách phần live stream thôi. Và mình đã thấy Ami quay trở lại phía khu vực thi đấu rồi. Đây là đồ của Ami này, dây chuyền đẹp quá. 26. Khiếp, kiếm được đao bỏ qua né tránh cơ. Đây ok anh em này, mình đã cho anh em xem lại đồ nhá, đồ của Ami này. Hai cao thủ họ đều mang vào là 60 bình ngũ hoa. Cơn lốc tình yêu. Các em thấy không? Nội lực của Akonlon này là rất thấp. Tuy nhiên thì sau thất bại ở trận đấu đầu tiên, Akonlon cũng đã rút ra kinh nghiệm và không ồ ạt tấn công nữa. Anh đã biết cách thi đấu một cách chậm rãi trở lại. Và chiến thắng ở trong đấu thứ hai. Hôm nay thì cũng cảm ơn anh Hiền Trần đã tài trợ cho buổi live stream này và cũng giống như là tổ chức cho anh em bang Thiên Địa giải đấu này. Cảm ơn rất là nhiều. Một lần nữa thì chúc cho tất cả anh em đang thi đấu ở máy chủ hiệp khách này có một buổi tối vui vẻ nhé. Nếu như anh em ở trên live stream sẽ có ngày mùng 1 đầu tháng ở bên Việt Nam, thật nhiều may mắn và nhiều năng lượng nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt trận cuối cùng trong cặp thi đấu của Cơn Lốc Tình Yêu và Thiên Địa, đó là VIP 1 Mạc Cao Quật. Đúng rồi Hiếu Linh ạ, cảm ơn tất cả anh em. Em đừng quên thì vào ngày 4 tháng 6 tới đây theo giờ của Texas thì chúng ta sẽ có một giải đấu nữa, đó là giải anh hùng đấu của toàn bộ server hiệp khách này. Đó là top 1 đến top 8 của liên đấu tháng vừa rồi xong đấu đó, sẽ thi đấu với nhau. Được thi đấu và thể lệ cũng đã được công bố trực tiếp ở trên trang chủ rồi. Vâng, vậy là trận đấu bắt đầu. Chúng ta đang đến với sự kiện Thiên Địa Anh Hùng được tổ chức bởi nhà cái đến từ Bình Dương em ạ. Và mình hy vọng rằng đây thì sẽ là cú nổ đầu tiên để cho những bang hội đang chinh chiến tại máy chủ hiệp khách này và cả bên Việt Nam nữa sẽ có thể sắp xếp thời gian và tự tổ chức ra các giải đấu dành cho các thành viên của bang hội mình. Giải đấu không chỉ mang tính chất kết nối cộng đồng, giao lưu học hỏi mà nó còn là những trận đấu cọ sát chuẩn bị cho những giải đấu rất lớn của máy chủ chúng ta. Ví dụ sắp tới sẽ là giải Võ Lâm Minh Chủ, sẽ được tổ chức quy mô và bài bản nhất từ trước tới nay. Và mình thêm giới thiệu cho anh em biết thì nhà tài trợ chính của chương trình lần này đó là anh Hiền Trần, hiện tại đang là chuyên gia về tổ yến. Anh em nào ở bên Hoa Kỳ, bên US đấy, bên Mỹ đấy mà muốn mua tổ yến thì có thể liên hệ anh Hiền Trần ở trên phần live stream nhé. Thì sẽ được ưu đãi, anh em chỉ cần đọc pass ra là Z Global hoặc là đặt pass ra là Green Trần thì sẽ được hưởng những ưu đãi đến từ nhà phân phối yến, có thể nói là rất lớn ở bên cộng đồng US, cảm rất là nhiều. Xét nhồi liên tục em ạ. Ở trong hai trận đấu này mình thấy Cơn Lốc Tình Yêu đã thi đấu bình tĩnh trở lại rồi. Nhưng trận đấu này anh sẽ còn phải bình tĩnh hơn nếu như muốn bước tiếp vòng trong. Bởi vì nếu bước tiếp vòng trong thì Cơn Lốc Tình Yêu sẽ rất lợi thế. Đối thủ của anh chỉ là một ác Nga Mi nữa thôi. Đó là ác Nga Mi Tiểu Long Nữ. Sau khi Tiểu Long Nữ đã chiến thắng được ác theo sau của ba ác Thiên Nhẫn đẹp nhất ở trong
Cái ngày thi đấu hôm nay là Thiên Nhẫn theo sậu 3 thôi. Gặp ngay ác Nga Mi anh em ạ. Em thử dự đoán theo trận đấu này thì Côn Lôn hay Nga Mi sẽ giành chiến thắng nào. Nếu nghĩ Côn Lôn giành chiến thắng thì sẽ comment cho mình chữ CL nhé. Còn nếu nghĩ Nga Mi giành chiến thắng thì sẽ comment cho mình chữ NM. Hôm nay thì được phép của ban quản trị thì mình sẽ dành ra toàn bộ thời lượng phát sóng này cho chương trình Thiên Địa Anh Hùng. Bởi hiện tại thì anh em các bang hội khác đang đi đánh tống tim, còn Thiên Địa thì đang tổ chức giải đấu như thế này. Rất khôn ngoan. Mặc dù thì thấy rằng Nga Mi bị bất động bởi hiệu ứng làm choáng của mình rồi, nhưng Côn Lôn vẫn không vội vã để ra em ạ. Kết quả đang là 1-1 dành cho cả hai bên anh em nhé. Mình thấy được rằng cảm giác máu của Nga Mi là rất tốt. Thậm chí chị đã để cho máu của mình tụt xuống tầm khoảng 10%, nhưng vẫn không chủ động bơm máu trở lại. Quá liều lĩnh em ạ. Bởi vì thêm một lần nữa nếu lôi động cửu thiên nổ thì sẽ là cái chết bất đắc kỳ tử của Nga Mi này. Rất khôn ngoan. Nhận thấy khi Nga Mi lên ngựa thì ngay lập tức Côn Lôn dừng đam, một phương án bảo toàn lượng mana của mình. Trận đấu đã bước vào thi đấu thứ 5 rồi. Hôm nay thì Nga Mi vip một mặt cao quật cũng đem đến cho chúng ta một bài học khi đối đầu với Nga Mi là như thế nào. Một chiến thắng rất thuyết phục ở trong lượt đấu đầu tiên. Tuy nhiên ở trong trận đấu thứ 2 thì Akulon Côn Lốc Tình Yêu cũng đã tìm ra được lỗ hổng ở trong cách PK của mình và sửa sai các chính xác để đưa trận đấu quay trở lại với cách biệt là 1-1. Và hiện tại cũng đang là kỳ even của máy chủ hiệp khách anh em nhé. Anh em có thể ăn even để mang lại lượng kinh nghiệm vào đồ đạc. Giới thiệu với anh em được biết thì đây là máy chủ hiệp khách của Global Võ Lâm dành cho anh em đang sinh sống tại hải ngoại. Máy chủ được đặt tại Texas và lấy khung giờ của Texas làm khung giờ hoạt động chung dành cho anh em. Hiện tại bên Texas đang là 22:34 rồi, còn bên Việt Nam đang là 10:34 sáng. Server của chúng ta sẽ được bảo hộ xu em nhé, đó là 30 xu cho 1.000 đô. Ngoài ra thì sẽ dành ra 25.000 đô để bảo hộ cho những con thần mã, những con ngựa sẽ xuất hiện ở trong các kỳ đua top của server. Liên đấu hàng tháng thì cũng được thưởng 1.000 đô em ạ. Server thì chắc chắn sẽ không hút bẩn, không có chim mồi, không có tuần đồ. Những tiêu cực anh em vấp phải ở những server trước thì đến với máy chủ hiệp khách này sẽ không bao giờ còn tồn tại em ạ. Bởi vì mục đích của chúng ta sẽ là duy trì một sân chơi lâu dài, xanh chín và công bằng dành cho anh em. Em thấy không? Đơn giản như anh em bằng Thiên Địa, họ đã tự tổ chức ra cho mình một giải đấu để cọ sát giao lưu và gắn kết thêm tình anh em. Đây chính là cơ hội để cho các cao thủ được thi đấu ở trong một bản đồ chuyên nghiệp, được điều hành một cách bài bản để nâng cao thêm được những kinh nghiệm trong các giải đấu lớn. Sắp tới chúng ta sẽ có giải Võ Lâm Minh Chủ sau khi kết thúc mùa đơn đấu môn phái. Nên những trận đánh, những giải đấu như thế này nó cực kỳ phù hợp dành cho anh em để rèn rũa thêm khả năng PK của mình. Phút thi đấu thứ 6 rồi và Côn Lôn vẫn đang tỏ ra rất chậm rãi bởi lối đánh của mình. Nga Mi đã không còn giữ được lợi thế nữa vì đã bị bắt bài rồi. Sau trận đấu này chúng ta sẽ đến với cuộc đọ sức của Thiếu Lâm và Võ Đang ở trong loạt trận thứ 3. Và sau loạt trận thứ 3 chúng ta sẽ đến với cặp đấu của hai ác đường môn. Nếu chiến thắng ở trong trận đấu này thì sẽ là gần như một tấm vé vào trong chung kết dành cho Côn Lốc Tình Yêu rồi. Bởi vì đối thủ của anh chỉ là một ác Nga Mi tiểu long nữ. Ba phút 20 giây, thời gian mà Nga Mi vip mặt cao quật cần phải tận dụng tối đa và làm cho Côn Lốc Tình Yêu hết máu
và hết mana. Nhưng khó lắm anh em ạ. Gudrun bây giờ tỉnh như táo tàu rồi. Hiện tại thì Cơn Lốc Tình Yêu đang là trưởng lão, còn VIP một mặt có quật Ngami đang là một nhân sĩ ở trong bang hội Thiên Địa. Thiên Địa là một trong những bang hội thường xuyên có mặt ở trong những giải đấu lớn của máy chủ hiệp khách này, và thế mạnh của họ đến từ các giải đấu solo. Đây chính là một trong những cách mà em bằng Thiên Địa tự nâng cao khả năng chinh chiến của mình, cách tự tạo ra một giải đấu mà chưa từng một bang hội nào làm được ở trong máy chủ hiệp khách của chúng ta. Hy vọng rằng thì sau cái sự kiện lần này, nó sẽ truyền cảm hứng dành cho những bang hội khác để họ có thể tự tạo ra các sự kiện cho các thành viên của mình tham gia. Hôm nay thì nhà tài trợ chính của chương trình đó là anh Hiền Trần, một trong những người cung cấp tổ yến rất lớn ở bên US anh em nhé, bên Mỹ đấy. Tài trợ cho cả livestream và tài trợ cho cả giải đấu này nữa. Hạng 1 thì sẽ được 1.000 xu, hạng 2 là 500 xu, hạng 3 là 300 xu và hạng 4 là 200 xu. Ngoài ra thì sẽ có thêm những tấm vé massage dành cho các thành viên trong những buổi offline. Đấy là mình dự đoán thôi, còn sự thật thì mình chưa biết em ạ. Chào Huy Quang, Thiên Địa có đánh không Thành Chiến em ơi? Có đánh chứ. Tí mình cho em xem, Thiên Địa tuần vừa rồi vẫn ăn được Thành mà. Và tuần này em nhé, tuần này thứ 6 tuần này thì chúng ta sẽ có giải công Thành Chiến của server hiệp khách này, và được thưởng lên tới 2.000 đô. Đó là 700 đô cho Thành Biện Kinh, 500 đô cho Thành Lâm An, 400 đô cho Phượng Tường và 200 đô cho mỗi thành trì còn lại. Chào Huy Quang nhá, chào Lữ Yên Nguyệt, chào tất cả anh em. Chào Vân Dung nhá, chào Phi Lâm Nhất, chào Hiền Trần. Đấy, anh Hiền Trần đang cắm mượn trên livestream thì chính là nhà tài trợ chính cho sự kiện Thiên Địa Anh Hùng lần này. Chào Nguyễn Luân, server mới anh em sẽ phải đợi công bố em ạ. Vì lộ trình của chúng ta sẽ là phải tối thiểu 6 tháng để phát hành ra một server mới. Vì chúng ta sẽ cố gắng tạo ra một sân chơi lâu dài anh em, chứ không phải là cách tổ chức tràn lan và đi theo cái hướng thị trường em ạ. Bên này thì toàn tính tiền đô Liễu Yên Nguyệt anh em. Như hàng tháng thì liên đấu sẽ được thưởng 1.000 đô này. Vâng, vậy là Cơn Lốc đã lên ngựa di chuyển ở những giây cuối cùng rồi, 20 giây. Vâng em ơi, một lần nữa thì điều kỳ diệu lại đến ở trong trận đấu này rồi. Tích tích và tuyết 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 tuyết. Anh em ơi, chính xác đó là một tình huống knockout. Một tình huống knockout của Ngami. Một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng dành cho VIP 1 mà các quật Ngami. Và xin chia buồn cùng với Ác Côn Lôn. Lần thứ hai ngã ngựa ở trong loạt trận này. Quá hay em ạ, quá hay và quá cảm xúc nữa. Mình xin công bố em nhé, Ngami thắng em nhé. Rồi, và việc mình làm bây giờ đó là gạch tên những cao thủ thua cuộc khỏi giải đấu. Vâng, thua cuộc thì mình sẽ đánh dấu là dấu đỏ anh em nhé, còn thắng cuộc thì sẽ là màu vàng. Mình gạch tên luôn cho đỡ nhầm em ạ. Theo sau cậu ba, và tiếp theo là Cơn Lốc Tình Yêu đã rời khỏi giải đấu của chúng ta rồi. Quá hay và quá cảm xúc. Một trận đấu không chỉ là một chiến thắng mà nó giống như một vụ nổ vậy. Một vụ nổ mà mang tên đó là VIP 1 mặc áo quần Ngami. Rồi, ok anh em, bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp 3. Đó là cặp đấu của gì đây? Xin một cái tên và Mr. T90. Xin một cái tên sẽ so tài từ Mr. T90. Và hôm nay thì nhà tài trợ chính của chúng ta là Mr. T90 cũng đã đăng ký một app để tham gia. Nhưng mà anh nói là app của anh vào tấu hài là chính em ạ, chứ còn không khả năng đi xa. Sai lầm lại là một lần nữa lặp lại ở trong trận đấu thứ hai vừa rồi, trận đấu thứ ba vừa rồi. Và đương nhiên một tấm vé hoàn toàn xứng đáng dành cho VIP một mặc một Ngami bước vào trong vòng bán kết. Hay không em? Quá hay. Võ lâm nào như thế anh em ạ. Không giống như bóng đá vậy, luôn luôn có những điều kỳ diệu xảy ra bởi khả năng cầm ác xuất sắc đến từ mỗi cao thủ. Mình xin anh em một phút nhé, mình chạy ra mình lấy cốc nước đã.
Ok anh em, mình quay lại rồi đây. Và 40 giây sẽ là gian chuẩn bị của hai cao thủ này. Mình sẽ view đồ của xin một cái tên trước. À, võ đăng, vâng võ đăng kiếm anh em ạ. À võ đăng kiếm đánh với thiếu lâm bổng. Trời ạ, gần như phải tới 3 năm rồi mình chưa thấy cuộc so tài của thiếu lâm bổng. Và võ đăng kiếm em ạ. Rồi rồi rồi, ôi trời ơi, nhà tài trợ chính của chương trình nhưng mà đồ thì rất ối rồi luôn. Đây cũng là một điều rất dễ hiểu thôi, ở server chúng ta đồ đạc rất khan hiếm, nhiều khi có tiền cũng không thể mua được đồ em ạ. Trận đấu bắt đầu rồi, pha tấn công đến từ Simo cái tên và Mr. T đã bị knock out rồi. Trời ơi, đánh gì nhanh vậy anh em, khán giả chúng ta thậm chí còn ngồi chưa ấm chỗ nữa cơ. Một pha áp sát đầy chủ động đến từ võ đăng và có knock out rồi. Trận 1 võ đăng thắng em nhá. Trời, đánh nhanh quá. Đây em nhìn thế này, Mr. T đánh trúng 5.000 và bị phản đam lại là 1.129 điểm. Đó chính là phản đòn cần chiến đến từ La Hán trận của thiếu lâm. Đúng là nhà cái đến từ Bình Dương em ạ. Đấy, nhà tài trợ cho cả live stream và cả sự kiện lần này của Zig Global. Nhưng đồ mặc trên người thì mang lại quá nhiều tiếng cười dành cho khán giả của chúng ta. Vâng, đây cũng là một trong những sự nhiệt huyết đến từ nhà cái của Bình Dương. Chỉ có điều cửa để anh đi tiếp vào trong những vòng trong cảm giác nó hơi hẹp mà. Em cảm giác nó chỉ dành có cửa sổ thôi, nó hẹp lắm, ơi là hẹp đấy. Đâu rồi, nhà cái đến từ Bình Dương rồi, mau chóng quay trở lại phía khu vực thi đấu để party em ạ. Sau trận đấu này thì không biết nhà cái còn cái nịt giống như Admin Trần nói hay không. Chào anh người quen nhé, chào anh Lô Thuỳnh, chào anh Hữu Linh, chào tất cả anh em nào. Đâu rồi, đợi nhà cái đến từ Bình Dương quay lại thôi. Mình nghĩ đánh đao nhiều khi nó còn hơn là so với việc đánh bổng em ạ. Không hiểu vì sao anh lại mang bổng đi đánh được. Đây, ở loạt trận cuối cùng chúng ta sẽ đến với cuộc nội chiến của Đường Môn nhé. Đó là FAIKK và Lữ Bố. Đây là hai Đường Môn sẽ đánh với nhau ở trong loạt trận cuối cùng. Cái gì đánh còn quên không cầm máu vào á? Trời ạ. Vâng, đây là đồ của Lữ Bố này. Ồ, đồ Lữ Bố mới đẹp hơn này, có đao, có khổng 20 tốc 25 điểm sát thương. À, nhà cái đến từ Bình Dương chuyển sang đánh đạp ma em ạ. À, đấm rồi em ạ, đấm rồi, đấm đến chết thì thôi em ạ. À, tay không bắt giặc anh em ơi. Rồi, quá này một pha chuyển đổi cảm giác rất tốt. Từ bổng mà chuyển sang hàng long bất vũ và đạt ma độ giang luôn. Nhà cái đến từ Bình Dương vẫn đem đến cho chúng ta tiếng cười nhiều hơn so với màn trình diễn của mình. Vâng, Mr. T, nhà tài trợ chính của chương trình và giải đấu lần này, sẽ so tài cùng với xin một cái tên, trưởng lão của thiên địa, trong giải đấu thiên địa anh hùng. Giải đấu được tổ chức bởi chính em bằng thiên địa, 8 thành viên đăng ký tham gia. Tất cả những trận đấu đều thi đấu theo thể thức là BO3, với 2 chiến thắng sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Nhà cái đến từ Bình Dương, một câu nói nổi tiếng với việc đó là đã nhiều tiền lại còn hài hước nữa anh em ạ. Vâng, có 30 phục hồi ở cái áo thôi. Anh em trong bang gạ khóa mới đưa cho cây bổng cầm. Không sao mà, giải đấu của bang hội mà, cứ đăng ký tham gia là vui rồi. Mình cũng hy vọng rằng nó sẽ tiếp lửa và truyền động lực dành cho các bang hội khác của chúng ta sẽ tự tổ chức giải đấu dành cho thành viên bang hội mình. Nếu được sự đồng ý của ban quản trị thì mình sẽ lên live stream cho xem nhé. Ôi bóng đẹp thế này, không cầm vào đánh thì cầm cái bổng vào, ôi giời ơi luôn. Giờ thì tay không bắt giặc em ạ. Long chảo thủ, đạt ma độ giang, ngũ hổ vồ sôi và thiên lôi cầm tổ yến anh em ạ.
Thiết Lôi Vồ Tổ Yến. Đấy, xin giới thiệu anh em thì ở nhà tài chính anh Hiền Trần, anh Mr. T này đang cung cấp Tổ Yến ở bên Mỹ anh em nhé. Anh em ở bên Mỹ mà muốn mua Tổ Yến thì có thể liên hệ với anh Mr. T, anh Hiền Trần này, hoặc có thể nhờ admin Hiền Trần kết nối sẽ được ưu đãi và giảm giá. Ôi trời kia, ôi mặt đần đi, mặt đần đi kìa, ôi kìa, ôi kìa, chết tôi không chứ lại. Vâng, đã bút được Như Lai Thiên Diệp rồi, làm gì đây? À, dắt trẻ đi chơi anh em ạ. Ở trận đấu này thì tiếng cười của chúng ta xuất hiện nó nhiều hơn so với những giải đấu trước, đúng chất là độc lạ bình dương luôn. Trận đấu đầu tiên thì mang bóng vào và chỉ mất 3 giây để Mr. T rời khỏi cuộc chơi thôi. Trận đấu này thì tay không cầm Tổ Yến đi vào. Anh đang làm gì đây? Ý đồ chúng ta vẫn không thể đoán trước được. Anh em ở trên live có thể comment giúp mình xem ý đồ của Mr. T ở trong trận đấu này là gì không. Cảm giác như anh đang đến với cái sự kiện lần này trong vai trò của một người mẫu em ạ, đang đi catwalk. Vâng, theo như chia sẻ khán giả thì Mr. T đang câu thể lực của Võ Đăng và sẽ tấn công ở những phút cuối cùng. Vâng, xuống ngựa rồi, vâng, được đặt ba đồ giang đã xuất động rồi. Nhưng máu tụt rất nhiều và đã có độc cao anh em ạ. Độc lạ Bình Dương và điều kỳ diệu thì không thể đến với Bình Dương được, với một pha dứt điểm quá lạnh lùng từ xin một cái tên. Xin cái tên cái gì? Xin luôn một tấm vé để tham gia vào bán kết luôn. Và mình sẽ cho anh em xem lại tình huống check va này. Xin chia buồn cùng với nhà cái đến từ Bình Dương và xin chúc mừng cho xin một cái tên. Với hai chiến thắng liên tiếp, anh đã góp mặt vào trong vòng bán kết rồi. Vâng, quá nhiều tiếng cười anh em ạ. Nào, bây giờ thì mình sẽ cho em đến với loạt trận cuối cùng. Gạch tên đã. Nhà cái từ Bình Dương thì bây giờ còn cái nịt nhá. Vâng, bây giờ ở trận đấu cuối cùng của chúng ta thì sẽ là cặp đôi của Lữ Bố và FI Cái Bang, Hắc Đường Môn. Cặp 4 là FBIKK và Lữ Bố. Tất cả sẽ đánh theo thể thức là BO3 anh em nhé. Giành 2 chiến thắng thì sẽ bước vào trong loạt trận tiếp theo. Đấy, với kết quả như vừa rồi thì ở trong trận đấu của đây, thắng trận 1, thắng trận 2, vậy thì bán kết 1 sẽ diễn ra giữa Tiểu Long Nữ và VIP 1 mà Cao Quật. Đó. Và ở trong trận bán kết 2 thì sẽ diễn ra giữa Xin Một Cái Tên và người chiến thắng ở trong cái bán kết 2 này. Đấy là cái lịch thi đấu em. Về cái cách thức lịch thi đấu này thì sẽ do các băng hội tự sắp xếp em nhé. Và mình chỉ lên live stream để điều hành trận đấu cùng với anh em thôi. Nào, bây giờ thì mình sẽ xin mời FIKK và Lữ Bố sẽ party đi nhau để tiến hành thi đấu ở cặp thi đấu thứ tư. Đá bất cứ mà. Rồi, vậy là chúng ta đã thấy Lữ Bố và FI Cái Bang party nhau rồi. Vâng, một cuộc nội chiến của Đường Môn. Mình sẽ view đồ của hai cầu thủ để anh em xem một lần nữa. Đây là đồ của FBI KK. Vâng, KK có lẽ là một trong những fan hâm mộ của cầu thủ đến từ Brazil này rồi. KK mang vào một cây nỏ sát thương 46 điểm không tốc em nhé. Còn đây là Lữ Bố, người yêu cũ của Điêu Thuyền, một chiến thần ở trong Tam Quốc, người sở hữu cây Thiên Phương Họa Kích. Vâng, khổng của Lữ Bố đẹp hơn em ạ, 20 tốc, 25 sát thương. Nào, anh em thử bình chọn cho mình ở trận đấu này ai sẽ giành chiến thắng nào. Đồ của Lữ Bố thì cảm giác là ngon hơn đồ của FIKK. Lữ Bố em sẽ comment cho mình chữ L nhé.
Còn anh em ủng hộ cho FIKK thì sẽ comment cho mình chữ F. Và đây là giải đấu Thiên Địa Anh Hùng, giải đấu mà anh em bằng Thiên Địa họ tự tổ chức với nhau, với 8 bằng, với 8 thành viên tham gia. Cái thi đấu theo thể thức là loại trực tiếp, đánh BO3 vào chạm 2 thì sẽ thắng chung cuộc. Hai mươi giây cuối cùng để bình chọn cho FIKK, anh sẽ comment cho mình chữ F nhé. Còn để bình chọn cho Lữ Bố, anh em sẽ comment cho mình chữ L. Các em rất là nhiều. Trận đấu bắt đầu. FBI chính là người phát động tấn công đầu tiên. Lữ Bố không hiểu vì sao lại xuống ngựa trong tình huống vừa rồi và đã có đốc cao xảy ra rồi. Điều gì đang xảy ra thế này? Người được đánh giá cao hơn với đồ đẹp hơn là Lữ Bố lại có thất bại và một pha xuống ngựa không thể nào lý giải được. Không hiểu vì sao anh lại có thể xuống ngựa được ở trong tình huống vừa rồi và lại còn là một cái chết nốc cao nữa. Xin chúc mừng cho FIKK. Ủa, chết rồi, ấn nhầm. Đây, FIKK thắng trận 1. Vâng, vẫn còn cơ hội để sửa sai em ạ. Bởi vì chúng ta sẽ thi đấu theo thể thức là BO3. Cần phải 2 chiến thắng thì mới có thể bước tiếp vòng trong. Nào, bây giờ thì mình xin mời Ác Lữ Bố quay trở lại party cùng với FIKK. Thời gian chờ đợi mình cho anh em xem lại để phân tích cái tình huống này. Có lẽ mình nghĩ sẽ là ấn nhầm em ạ, ấn nhầm nút xuống ngựa. Sau đó là mải lên ngựa quá thì dính ngay một pha knock out. Em để ý thấy được rằng là FIKK đang có một cây khổng 46 sát thương. Một tơn đấu rất easy dành cho FBI. Vâng, đây mới là ác chính của nhà tài trợ của chúng ta, Mr. T75, nhà cái đến từ Bình Dương và cũng chính là một đầu nậu buôn tổ yến rất nổi tiếng ở bên US anh em nhé. Anh em muốn mua tổ yến thì sẽ liên hệ với FIKK, liên hệ với Mr. T75 này. Rồi, xong quảng cáo rồi, chúng ta sẽ cùng bước vào trong trận đấu loạt trận thứ hai của Lữ Bố và FIKK. Sao lại xuống ngựa luôn thế này, trời ạ. Mất luôn thể lực con ngựa rồi, không hiểu điều gì đang xảy ra với Lữ Bố vậy. Có lẽ là sau khi điêu thuyền đã bị đổng trác cướp mất thì tâm lý của Lữ Bố không còn được tốt nữa, còn quá say đắm trong tình yêu làm cho anh không sáng suốt được ở trong cuộc sống, mà đặc biệt nhất là trong cuộc so tài của FBI này. Anh đang bất lợi bởi yếu tố thất bại ở trong trận đấu đầu tiên là 1-0 trước FBI rồi. Trận đấu này thì Lữ Bố cần phải giành chiến thắng để bước tiếp vào trong loạt trận thứ 3. Còn nếu không thì FBI sẽ chính thức có được tấm vé tham dự vào trong bán kết. Đối thủ của Gao, của người giành chiến thắng ở trong trận đấu này thì sẽ là Ác Võ Đang, xin một cái tên nhé. Một lần nữa thì mình sẽ view đồ cho em xem. Đấy, Lữ Bố có đồ đẹp hơn này, có cả khổng 20-25 tốc này và thêm cả một hiệp cốt nữa, vừa thêm được kháng tất cả lại vừa thêm được sinh lực. Đây, đồ thì ngon hơn hoàn toàn rồi. Còn đây là đồ của FBA ai cái bang. Anh này ngày hôm trước còn đi thi đấu trong cái sự kiện giờ như gì nhỉ, sự kiện là mua được gia cát còn phải bán cả ngựa đi để lấy vé bay từ bên California về, bên Washington về. 20 giây sẽ ra chuẩn bị cuối cùng của cặp đấu này. Trận đấu bắt đầu. Ở trong trận đấu này thì Lữ Bố mới là người phát động tấn công đầu tiên, nhưng cũng có pha đáp trả đến từ FBI cái bang rồi. Một cuộc nội chiến đường môn, khả năng di chuyển và giữ máu là những điều kiện tiên quyết để làm nên chiến thắng.
Tỷ số đang là 1-0 thuộc về FPI KK. Rất khéo léo. Thậm chí anh đang sử dụng thêm cả Thiên La Địa Võng để nhằm hạn chế sự hao nội lực của Bạo Vũ Lê Hoàng. Thiên La Địa Võng là skill 6x của Đường Môn. Nó có khả năng truy đuổi đối phương đến cùng. Chúng ta đang đến với live stream của Z-Global nhé. Đây là máy chủ hiệp khách, máy chủ dành cho người Việt đang sinh sống tại hải ngoại. Đường link tải game của chúng ta sẽ là võlâmchuyenky.org. Tại server này hàng tháng sẽ có 1.000 đô dành tặng cho các cao thủ ở trong top 10 của liên đấu, và 25.000 đô để bảo hộ những con thần mã, những con ngựa đua top. Đặc biệt nhất thì trong thứ 6 tuần này chúng ta sẽ đến với trận công thành chiến của server với tiền thưởng lên tới 2.000 đô. Đó là 700 đô cho Biện Kinh, 500 đô cho Lâm An, 400 đô cho Phượng Tường và 200 đô cho Tương Dương, Đại Lý, Thành Đô và Dương Châu. Chào thắng cò nhé, chào tất cả anh em. Để bình chọn cho FBI cái bang sẽ lên cho mình chữ F nhé. Để bình chọn cho... Á, chà 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 chà. Hay quá anh em ạ. Đó là pha knockout của Lữ Bố. Anh đã lấy lại tinh thần sau trận đấu trước rồi. Tình huống knockout vừa rồi đã đem lại chiến thắng dành cho Lữ Bố. Và tỷ số của chúng ta là 1-0. Rất hay, rất gay cấn. Một pha dứt điểm lạnh lùng và không hề có cơ hội sốc máu dành cho FBI. Trận 2 Lữ Bố thắng. Mình sẽ thử cho em xem là cái hiệu số chênh lệch của hai cao thủ đấy nhá. FBI KK bị đánh trúng là 18.000, trong khi đó Lữ Bố bị đánh trúng là 9.700 thôi, gấp đôi lượng sát thương. Chúc mừng cho Lữ Bố, anh đã đưa trận đấu qua nhiệt vạch xuất phát rồi. Đã là 1-0. Hay quá. Em đang trên live stream thì có thể thả mình cái tim nhá, ủng hộ cho hai cao thủ bước vào trong loạt trận, quyết định loạt trận để tìm ra tấm vé cuối cùng tham gia vào trong bán kết của sự kiện Thiên Địa Anh Hùng lần này. Sự kiện được tổ chức bởi chính anh em đến từ Bang Hội Thiên Địa. Mình hy vọng rằng thì đây sẽ là một trong những giải đấu sẽ truyền cảm hứng và tạo động lực cho anh em bang hội khác đăng ký tham gia. Xin nhá, tự nhiên lại có một cái kích đeo như thế này. Một bộ, cảm ơn. Gay cấn quá anh em ạ, hay quá. Trong thời gian chờ đợi hai cao thủ đang chuẩn bị, mình cho anh em xem lại tình huống knockout của Lữ Bố. Rất xuất sắc. Bạo Vũ Lê Hoa đã có được hiệu quả tối đa và FBI không thể nào bơm máu được. Chào anh Sơn Kê nhá, chào tất cả anh em. Chúng ta đang đến với giải đấu Thiên Địa Anh Hùng được tổ chức bởi anh em bằng Thiên Địa, và nhà tài trợ chính là nhà cái đến từ Bình Dương. Anh cũng chính là nhà tài trợ cho cả live stream và giải đấu này. Hôm nay thì hạng 1 sẽ được 1.000 xu, hạng 2 là 500 xu, hạng 3 là 300 xu, và hạng 4 là 200 xu. Lần này thì anh em bang Thiên Địa đã lựa chọn ra 8 thành viên đăng ký tham gia. Và chúng ta đã trải qua 3 cặp đấu rồi. Đây là cặp đấu cuối cùng của bán kết. Vâng, vậy là FBI KK và Lữ Bố đã bắt đi nhau, chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng này, tấm vé cuối cùng để tham gia vào bán kết. Ở trận đấu này nếu giành chiến thắng thì họ sẽ gặp một đối thủ rất dễ chơi, một võ đang nhân kiếm hợp nhất, đó là xin một cái tên. Còn trong bán kết 1, lá Côn Lôn sẽ so tài cùng với Ngami. Hôm nay đen nhất có lẽ là theo so cậu 3 thôi. Thiên Nhẫn gặp ngay Ngami ở trong trận đầu tiên. Nào, trong thời gian chờ đợi thì mình cho anh em view đại đồ nhé. Đây sẽ là đồ của FBI KK. Dây chuyền KK 12, khổng 46 sát thương, 40 làm chậm của giày này, mũ 19,
Còn đây là Lữ Bố, người đã vừa xuất sắc đánh bại được FBI Cái Bang và cân bằng lại kết quả chung cuộc là 1-1. Vậy là người nào giành chiến thắng ở trong loạt trận này thì sẽ thành chiến thắng chung cuộc em nhé. Mình thử xem là hai cao thủ này mang vào bao nhiêu ngũ hòa, bao nhiêu máu. Chết cha, em đang ăn even, nó bị trôi hết phần thông báo này rồi. Server đang có even em nhé, em có thể sử dụng Thiên Sơn Tuyết Liên và ăn even để đuổi kịp các cao thủ ở trong server này, kém rất là nhiều. Nào anh em ơi, tỷ số là 1-1 rồi. Nếu bình chọn cho FBA Cái Bang thì KK comment cho mình chữ F nhá. Để bình chọn cho Lữ Bố thì comment cho mình chữ L. Và để ủng hộ cho Zig Global thì sẽ bình chọn cho mình phím số 3. Và để mua yến của nhà cái và nhà tài trợ chính của chương trình lần này thì sẽ comment cho mình chữ yến nhá. Cảm rất là nhiều. Trận đấu bắt đầu. FBI KK đang chủ động tấn công vào knock out rồi anh em ạ. Trời ơi, khán giả chúng ta thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vẫn là một tình huống mà Lữ Bố di chuyển về góc 5 giờ của lôi đài. Và đó là tình huống knock out của FBI KK. Việc này đồng nghĩa thì FBI KK sẽ bước vào trong trận bán kết 2. Còn Lữ Bố là cái tên tiếp theo rời khỏi sự kiện Thiết Địa Anh Hùng lần này. FBI vào bán kết. Ok anh em, bây giờ mình sẽ cho anh em xem lại lịch thi đấu nào. Đây, lịch thi đấu của chúng ta đây. Với cái kết quả như thế này thì đồng nghĩa với việc rằng là Lữ Bố là cái tên tiếp theo ăn gạch rồi em ạ. Lại còn cái nịt. Vâng, vậy thì FIKK sẽ so tài cùng với xin một cái tên ở trong trận bán kết 2. Ok anh em nhìn thấy lịch thi đấu chưa? Bây giờ thì mình sẽ mời anh em nhé, bán kết 1 thì mình xin mời là gì nhỉ? Bán kết 1 là Tiểu Long Nữ và VIP 1 mà cao quật Nga Mi. Ở đâu? Ok anh em ơi. Nào, mình xin mời Tiểu Long Nữ và VIP 1 mà cao quật Nga Mi sẽ tiến tới party nhau ở thi đấu. Khi đặc biệt nhất có ác của VIP 1 mà cao quật này đã đánh bại được cả Côn Lôn và giành tấm vé để tham gia vào trong bán kết. Tất cả trận đấu chúng ta sẽ đánh theo thể thức là BO3 anh em nhé. Vâng, mình mời tất cả các cao thủ của chúng ta sẽ nhanh chóng trang bị đồ đạc và quay trở lại thi đấu nào. Đây là Tiểu Long Nữ, người đã có một chiến thắng quá dễ dàng trước ác của theo sau cậu ba. Vâng, mình nhận được một số thông tin thì admin Rin Trần của chúng ta đang có dấu hiệu của trầm cảm em ạ. Và không biết là từ áp lực về kinh tế hay áp lực về tình yêu và cuộc sống mà admin Rin Trần của chúng ta đang bị trầm cảm như thế này. Vậy là chúng ta có một trong những cách mà ủng hộ cho admin Rin Trần cũng giống như là Zig Global, đó là anh em tích cực nạp xu và ăn even anh em nhé. Sự ủng hộ của anh em là chính là cái nguồn ngân sách để duy trì server. À, bị gamer chửi nhiều quá, chết anh em. Ban quản trị thì luôn luôn vắt hết bộ não của mình ra để đem lại những chất xám, tổ chức những giải đấu, những sự kiện dành cho anh em. Nếu có sai sót thì anh em thông cảm nhé. Nào, mình xin mời hai cao thủ đó là Tiểu Long Nữ và VIP 1 mà quận Nga Mi party nhau để thi đấu nào. Mình cho em xem lại cây chùy này. Úi giời, cây chùy 198 bằng sát nội công. Em cho mình xin 30 giây để bắn thuốc lào nhé.
Vâng. Vâng, vậy là Tiểu Long Nữ cùng với VIP 1 mà các quật Ngami đã party nhau rồi. Chào Trâm Phan nhé, chào anh Ngọc, chào Đạt Tèo. Vâng, chào tất cả anh em đang ngồi theo dõi live stream của Zig Global trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đến với lượt thi đấu thứ nhất, bán kết 1 giữa Tiểu Long Nữ và VIP 1 mà các quật Ngami, với chiến thắng trước theo sau cậu 3 và một ác côn lôn, đó là ác gì quên tên mất rồi, xem lại đã mình nhớ tên anh em ạ, đó là cơn lốc tình yêu. Thế ác Ngami này đã có thể vinh dự bước vào trong loạt trận bán kết. Chúng ta đang đến với sự kiện được mang tên là Thiên Địa Anh Hùng, sự kiện được tổ chức bởi chính anh em bằng Thiên Địa và nhà tài trợ chính của chương trình là anh Hiền Trần nhé, một chùm buôn tổ yến ở bên Hoa Kỳ, bên Mỹ đấy anh em. Em nào mà muốn ủng hộ anh Hiền Trần thì có thể liên hệ và mua tổ yến nhé. Với mật khẩu là Zig Global, anh em sẽ được hưởng những ưu đãi và khuyến mại rất lớn từ nhà cung cấp và cũng giống như nhà tài trợ này, em rất là nhiều. Hôm nay anh em bằng Thiên Địa, họ có 8 thành viên đăng ký tham gia ở trong sự kiện lần này. Tất cả những trận đấu thì sẽ đều đánh theo thể thức đó là BO1, BO3. Giành 2 chiến thắng thì sẽ bước tiếp vào trong vòng tiếp theo. Giải thưởng sẽ là 1.000 xu dành cho hạng 1, 500 xu cho hạng 2, 300 xu cho hạng 3 và 200 xu cho hạng 4. 20 giây, một cuộc nội chiến của Phong Xương Toái Ảnh. Ai sẽ là người bơm máu tốt hơn? Ai sẽ là người giành chiến thắng? Đặc biệt nhất có thể kể đến là VIP 1 mà cao quật Ngami, khi chị đã đánh bại được một ác côn lôn sừng sỏ, đó là ác cơn lốc tình yêu. Vâng, trận đấu bắt đầu rồi. Vâng, vẫn là Phong Xương Toái Ảnh thôi. Trận đấu này thì nó sẽ không có yếu tố chuyên môn nhiều. Ngami nào cảm giác bơm máu tốt hơn thì sẽ là người giành chiến thắng. Tiểu Long Nữ đang lợi thế rất nhiều bởi một cây vũ khí băng sắt nội công 198 sẽ lên được rất nhiều lực tay. Trong khi đó thì VIP 1 mà các quật Ngami sẽ có sự bổ sung bởi với lượng làm chậm của mình. Đây là đồ của Tiểu Long Nữ này. Còn đây sẽ là đồ của VIP 1 mà các quật Ngami. 40 làm chậm, 80 làm chậm, 120 làm chậm. Vậy là Tiểu Long Nữ sẽ có lợi thế bởi sát thương, còn VIP 1 mà quật Ngami sẽ có lợi thế bởi lượng làm chậm. Vâng, đang áp đảo đến từ Tiểu Long Nữ. Hay là một cảm giác bơm máu rất lì lợm của VIP 1 mà cao quật đây. Chính bằng cái phương thức bơm máu như thế này mà VIP 1 mà cao quật đã giành chiến thắng trước ác của cơn lốc tình yêu. Liệu rằng cái kết cục đó có xảy ra với Tiểu Long Nữ hay không? Nếu quá ham mê tấn công thì lượng mana sẽ hết trước khi hết máu em ạ. Mình sẽ xem anh xem Tiểu Long Nữ có được nhiều mana anh em nhé. 16 mana này, 51 51, 63 63 với 37, 100 120, 168, 188. Tầm khoảng 203 nội lực thôi anh em ạ. 203 nội lực. Với Ngami đâu đó có tầm khoảng được 300 nội lực của bản thể nữa. Vậy là nội lực của Tiểu Long Nữ có được chỉ là 500 nội lực thôi. Nếu mình nhớ không nhầm thì Ngami họ đấy có mỗi lần đánh ra Phong Xương Toái Ảnh này là hết 60 nội lực anh em ạ. Vậy một cây mana của Ngami sẽ đánh được tầm khoảng 9 lần Phong Xương Toái Ảnh, đâu đó tầm khoảng 8 đến 9 lần Phong Xương Toái Ảnh. Và quan sát rất kỹ được rằng là hai Ngami của chúng ta không ai cộng vào thanh âm phạn sướng. Một trong những skill sẽ giúp cho hiệu ứng của Ngami đạt mốc. Vâng, lợi thế rất nhiều Tiểu Long Nữ. Anh đang chủ động tấn công và lượng máu của VIP 1 cao quật tụt xuống khá nhiều rồi. Liệu rằng có phải là một chiến thuật của VIP 1 mà Ngami hay không? Cố tình nhử đòn để cho Tiểu Long Nữ đam mana của mình.
và sẽ phản đòn những phút cuối cùng, giống như cách chị đã đánh bại được ác của cơn lốc tình yêu. Vâng, để bình chọn cho tiểu long nữ anh em sẽ lên cho mình chữ T nhá. Còn để bình chọn cho VIP 1 bằng các quật Ngami sẽ comment cho mình chữ V, chữ viết tắt của hai tên nhân vật này. Một lần nữa thì xin cảm ơn nhà tài trợ chính của chương trình, đó là anh Hiền Trần, một trưởng lão của anh em bằng Thiên Địa, thì đã tổ chức ra giải Thiên Địa Anh Hùng cho những thành viên của hội mình tham gia, để có thêm nhiều kinh nghiệm chuẩn bị cho giải Võ Lâm Minh Chủ của máy chủ hiệp khách này. Giải Võ Lâm Minh Chủ sẽ được tổ chức bài bản công phu và hoành tráng nhất ở trong làng Võ Lâm Hải Ngoại. Hiện tại thì anh Hiền Trần cũng đang là một chùm buôn tổ yến ở bên Mỹ anh em nhé. Anh em mà muốn mua ủng hộ thì có thể liên hệ với anh Hiền Trần, cảm rất là nhiều. Đã 4 phút thi đấu trôi qua rồi và vẫn là một chiến thuật như du ngủ của ác Ngami vít mực và cao quật. Trong khi đó là những tình huống tấn công đầy chủ động đến từ ác Ngami của tiểu long nữ. Hai ác Ngami này đều lựa chọn hai trường phái khác biệt hoàn toàn. Khi hành trang của VIP 1 mà cao quật thì sẽ mang vào nhiều hơn 40 làm chậm, còn đối với ác của tiểu long nữ thì sẽ nhiều hơn 198 bằng sát nội công. Ta đang đến với live stream của Zip Global, server võ lâm dành cho anh em đang sinh sống tại hải ngoại. Em có thể nhìn thấy mình cái banner màu xanh nhấp nháy ở dưới cùng màn hình bên tay trái. Đường link tải game thì sẽ là võlâmtruyenky.org. Trong khi đó thì nhóm mua bán thì sẽ là Zig Global, cộng đồng võ lâm dành cho người Việt tại hải ngoại. Máy chủ chúng ta đặt tại Texas và admin Trần là anh Rin Trần, admin tổng là anh Rin Trần. Server sẽ được bảo hộ xu và ngựa, đó là 30 đô trên 1.000 xu và 25.000 đô để dành bảo hộ cho các con thần mã. Những con ngựa chỉ xuất hiện ở trong cuộc đua top thôi. Mỗi loại sẽ có hai con, con phi vân đầu đàn này, bôn tiêu đầu đàn này, hay là con phiên vũ đầu đàn. Và đừng quên thì sắp tới đây chúng ta sẽ có thêm những trận đấu, những sự kiện liên tục. Vâng, như là trong thứ 6 tuần này chúng ta sẽ đến với trận công thành chiến của máy chủ hiệp khách, tức là sau đây 2 ngày nữa. Trận công thành chiến này sẽ được thưởng 2.000 đô, đó là 700 đô cho Biện Kinh, 500 đô cho Lâm An, 400 đô cho Phượng Thường và 200 đô cho mỗi thành như là Đại Lý, Tương Dương, Thành Đô và Dương Châu. Và cuối tuần 22 giờ ngày chủ nhật theo giờ của Texas thì chúng ta sẽ có sự kiện anh hùng đấu, sự kiện tôn vinh 8 nhân vật nằm trong top 1 đến top 8 của Liên Đấu Thắng vừa rồi. 8 đội em ạ. Vừa rồi xong đấu phải là 8 đội là chính xác. Đây đang là trận thi đấu đầu tiên của bán kết 1 em ạ. Hai Ngami đánh với nhau chúng ta cũng không phải bàn luận gì nhiều. Cứ ai bơm máu tốt là thắng thôi. Hiện tại thì tên nhân vật của VIP 1 mà cao quật đang che mất cái... Để mình tắt đi chân nào. Để xem có thanh máu nhé, xem có thanh máu anh em nhé. Mình thấy sự chủ động tấn công thì vẫn đến từ ác của tiểu long nữ, mặc dù ác này đang ít hơn so với ác của VIP 1 40 làm chậm. Ba phút cuối cùng và mình nghĩ bây giờ sẽ đến thời gian mà VIP 1 sẽ cần phải phản đòn rồi. Chị đang nhiều hơn so với tiểu long nữ là 40 làm chậm, nên hoàn toàn nghĩ được rằng là lợi thế sau mỗi lần xuất chiêu ra được phong sương toái ảnh. Hai phút 40 giây, sau bán kết 1 chúng ta sẽ đến bán kết 2, cuộc đối đầu của ác FBI KK và ác đừng gọi tên tao, xin một cái tên mà, xin một cái tên. Tiểu long nữ đang chơi rất áp chế ở những phút cuối cùng của trận đấu này.
một điều mình thấy khá là lạ lùng. Khi tiểu long nữ đang ít hơn so với VIP 1 là 40 làm chậm, nhưng tỷ lệ xuất chiêu của tiểu long nữ lại nhiều hơn so với VIP 1 em ạ. 40 làm chậm nhá. Nữa là 80 làm chậm đấy. Chỉ có 80 làm chậm thôi. Trong khi đó thì VIP 1 có tận những 120 làm chậm. 40 làm chậm này. 80 làm chậm này. Vậy thì 40 làm chậm nữa, phải là 120 làm chậm. Hai Nga Mi mình quan sát thấy rằng là họ không cộng vào thanh âm phản sướng. Nên là chắc chắn lợi thế hiệu ứng sẽ thuộc về VIP 1. Tất cả trận đấu chúng ta thì đều đánh theo thể thức là BO3. Khu thi đấu cuối cùng rồi. Sẽ không có knockout xảy ra. Và chúng ta sẽ cần dựa vào chênh lệch sát thương để tìm ra người giành chiến thắng ở trong lượt trận đầu tiên của bán kết 1. Hai mươi giây cuối cùng. Hết giờ. Và tiểu long nữ đã là người giành chiến thắng em ơi. Em nhìn đây, đó là tiểu long nữ bị đánh trúng là 211.000, còn VIP 1 bị đánh trúng là 245.000. Vâng, vậy là xin chúc mừng em nhé. Trận 1 tiểu long nữ thắng. Rồi bây giờ hai cao thủ sẽ đi mua máu và chúng ta sẽ bước vào trong trận thứ 2 của bán kết 2. Và vừa thì mình nhận được thông tin thì chúng ta sẽ không đánh tranh giải 3 mà sẽ là đồng giải 3 anh em nhé. Còn chúng ta sẽ đánh chung kết thôi. Đây chính là nhà tài trợ chính của chương trình livestream lần này, anh Mr. T75. Bây giờ hai Nga Mi sẽ party nhau để thi đấu lượt trận thứ hai anh em nhé. Cách biệt là hơn 30.000 đam. Trận sau thì sẽ đến ác đường môn đánh với Võ Đăng Kiếm em ạ. Xin một cái tên này. Võ Đăng Kiếm, ôi giời ơi, đây mà là một cây chùy thì nó tuyệt vời em ạ. Vừa có sát thương, vừa có băng sát mắc, vừa có mắc choáng nữa. Ôi giời, cây chùy đẹp quá trời đất luôn. Võ Đăng Kiếm sẽ đánh với đường môn nỏ. Vâng, hai chị Nga Mi mình yêu cầu là nhanh chóng party nhau anh em nhé. Đêm về khuya rồi, bây giờ bên Texas đang là 23:22 đêm rồi. Mình cho anh em xem lại cây bổng của tiểu long nữ này. Nào,
Xin mời Tiểu Long Nữ và VIP 1 và Kami sẽ party nhau để bước vào trong lượt 2 của bán kết 1. Nói quá em ạ, vừa ra bốc được miếng cơm nguội rồi. Tiểu Long Nữ đây rồi. VIP 1 và Kami đâu? Đây là sự kiện thiên địa anh hùng em nhé. Đây là sự kiện mà chính em bằng thiên địa tổ chức. Mình hy vọng rằng thì những bang hội khác cũng nhìn và xem cách thức tổ chức giải đấu của anh em bằng thiên địa. Bắt trước rồi em ạ. Cũng đi ra lấy chùy băng sắt nội công vào mang rồi. Chà. Vậy là đồ đạc bây giờ nó không chênh lệch nhiều nhé, đều là 40 làm chậm. Và đều có băng sắt nội công rồi. Ok anh em, chúng ta sẽ đến với trận thi đấu thứ hai của bán kết 1. Đánh lẹ lẹ đi mấy cha con sư tử nó ganh vào đầu giờ. Đúng rồi anh em ạ. Nhanh còn trả bài em ạ, nhanh còn trả bài, nhanh trả bài. 11 giờ đêm rồi. Bây giờ bên Việt Nam thì mới có 11 giờ 24 phút sáng rồi, chứ bên Texas thì đang là 23 giờ đêm rồi em ạ. Vâng, chúng ta sẽ đến với trận thi đấu thứ hai của bán kết 1 giữa Tiểu Long Nữ và VIP 1. Mình cho em soi lại đồ nhé. Một 198 băng sắt nội công. Còn đây là đồ của Tiểu Long Nữ. Một lần nữa thì xin cảm ơn nhà tài trợ chính của chương trình, đó là anh Mr. T với Facebook là Hiền Trần, đã tài trợ cho chương trình live stream cũng giống như giải đấu với em bằng thiên địa ở trong buổi tối ngày hôm nay. Và anh Hiền Trần, anh Mr. T cũng đang là một chùm buôn yến ở bên hải ngoại, ở bên Mỹ anh em nhé. Anh em mà có muốn mua yến thì có thể liên hệ với anh Mr. T, anh Hiền Trần này. Đây là một sản phẩm rất tốt cho sức khỏe và giá thành cũng khá là rẻ đấy em ạ. Em muốn mua yến thì sẽ liên hệ với anh này và nhớ đọc pass là Zig Global ra thì sẽ nhận được những ưu đãi hoặc những khuyến mại của anh dành cho gamer trong server của khách của chúng ta. Em rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với trận bán kết 2 này. Vâng, trận đấu bắt đầu rồi. Vâng, có lẽ thì hai Ngami này sẽ đánh nhau tới tận tầm khoảng 10 phút em ạ. Nên bây giờ anh em có thắc mắc, có những câu hỏi gì thì có thể comment ở trên live stream giúp mình nhé. Mình sẽ tổng hợp và chia sẻ với anh em khác sau. Sau cái trận đấu này thì chúng ta sẽ đến với cặp đấu của Xin Một Cái Tên và Ác Đường Môn, đó là FBI KK. Máy chủ khách của chúng ta đã vận hành được hơn 3 tháng rồi. Một server Võ Lâm dành cho anh em đang sinh sống tại hải ngoại. Đường link tải game của chúng ta sẽ là võlâmtruyenky.org. Nhóm mua bán thì sẽ là cộng đồng Võ Lâm dành cho người Việt tại hải ngoại. Máy chủ của chúng ta sẽ là bản thân pháp. Các phái cộng vào nội công sẽ không lên lực tay. Trong cái đó sẽ cần phải làm 8.000 giã tàu để ra dung hoàng kim môn phái. Điều đặc biệt nhất đang thu hút anh em thì đây là một server không bút bẩn, không chim mồi và không tuần đồ. Tất cả các cao thủ của chúng ta sẽ đều phải thi đấu hết mình và thể hiện bản lĩnh. Chào Thạch Lim nhé, chào Hằng Trường Giang. Có Thạch Lim mấy buổi tối nhé, đây là đang ở server hải ngoại, mình live vào buổi sáng thôi. Còn buổi tối thì mình sẽ live ở bên server Zip Việt Nam. Vì ở bên này server hải ngoại, máy chủ được tại Texas nên là cái múi giờ nó cũng hơi lệch so với múi giờ ở bên Việt Nam. Nó chậm hơn bên Việt Nam tầm khoảng 12 tiếng.
Ở bên server, ở trong cái giải đấu này của chúng ta là do anh em bang Thiên Địa họ tự tổ chức em nhé. Giải Thiên Địa Anh Hùng. Nó cũng không có các quy tắc về khóa tẩy tủy hay khóa đồ gì cả. Được thi đấu tự do. Lần này thì mình thấy được rằng là có 8 thành viên đăng ký tham gia. Với 8 nhân vật thì đã trải qua những trận đấu ở trong vòng loại rồi. Đây đang là trận thứ 2 của bán kết 1. Hạng 1 sẽ được 1.000 xu, hạng 2 sẽ được 500 xu. Trong khi đó thì đồng hạng 3, hạng 4 thì sẽ được thưởng theo cái quy định của bang hội. Những bang hội ví dụ như Tây Sơn, Tam Hoàng hay những bang hội ở bên Zip Việt Nam muốn tổ chức thì có thể liên hệ với admin tổng. Ví dụ như bên này là anh Rin Trần hay bên kia là anh An Điếu Cày chẳng hạn. Được sự sắp xếp và đồng ý của ban quản trị thì mình sẽ đứng ra và live stream anh em xem. Về phần thưởng cũng giống như là quy tắc thi đấu thì sẽ do các bang tự quyết định nhá. Mình chỉ phụ trách cái phần live stream thôi. Phần truyền tải hình ảnh cho anh em cùng xem đấy. Cảm ơn rất là nhiều. Mà hai anh em đánh nhau thì cảm giác nó hơi buồn anh em ạ. Nhưng mà người ở trong cuộc thi đấu thì nó sẽ rất vất vả. Bởi vì chúng ta phải cảm giác máu, căn từng nhịp, từng bình máu một. Bởi vì nhiều khi thì chậm trễ hay sơ sẩy có nửa giây thôi là đã có knock out rồi. Và họ cần phải bơm máu làm sao để đủ cái lượng máu tới hết trận đấu. Vâng, sau thất bại trận đấu đầu tiên thì VIP 1 Mạc Cao Quật đã không còn mang cho mình một cái cây vũ khí 45 chậm nữa, mà thay vào đó là một cây vũ khí với 100 băng, 56 băng sát nội công. Nếu thất bại ở trong trận đấu này thì khá đáng tiếc dành cho VIP 1 Mạc Cao Quật. Bởi vì chị đã làm nên điều kỳ diệu khi đánh bại đã Côn Lôn Cơ Lốc Tình Yêu ở trong vòng đấu loại. Còn Tiểu Long Nữ thì một chiến thắng quá dễ dàng trước Ác Thiên Nhẫn theo sau cậu ba. Lực tay của Ác Tiểu Long Nữ nhiều hơn em nhé. Làm chậm thì như nhau, kháng băng thì mình thấy cũng tương đồng thôi, chênh lệch nhau không nhiều. Toàn bộ những trận đấu ở trong sự kiện lần này thì sẽ đều đánh theo thể thức là BO3. Mình xin phép mình tắt cái chữ đi em nhé. Tắt cái chữ đi để cho nó dễ nhìn, để cho em nhìn thấy cái lượng máu của hai cao thủ nó dễ hơn. Đây, cũng giống ở trong trận đấu trước thì sự áp đảo vẫn đến từ ác của Tiểu Long Nữ. VIP 1 mà Cao Quật Ngami đang tỏ ra rất thụt thơi anh em ạ. Trận đấu đầu tiên với chênh lệch sát thương tầm khoảng 30.000 đam. Trong trận đấu này khi VIP 1 Mạc Cao Quật đã thay đổi hành trang của mình rồi. Việc lựa chọn một cây vũ khí bằng sát nội công thay thế cho cây vũ khí làm chậm 40. Không biết có giúp cho VIP 1 có thêm được lợi thế ở trong trận đấu này hay không. Năm phút cuối cùng của trận đấu này để tìm ra tấm vé tham gia vào trong chung kết. Em đừng quên thì vào thứ 6 tuần này em nhé. Hôm nay đã là thứ 4 đúng không? Thứ 6 tuần này chúng ta sẽ đến với trận không thành chiến của máy chủ hiệp khách này. Và trận chiến thì sẽ được thưởng đó là 2.000 đô đến từ ban quản trị. Chúng ta sẽ có 700 đô cho thành Biện Kinh, 500 đô cho Lâm An, 400 đô Phượng Tường và 200 đô cho mỗi thành như là Tương Dương, Thành Đô, Dương Châu và Đại Lý. Hiện tại thì nhìn vào những tình huống và lượng máu tụt từ nãy giờ thì chúng ta cũng ngầm hiểu được rằng Tiểu Long Nữ sẽ là cái tên tiếp theo
À, cái tên đầu tiên bước vào trong chung kết rồi. Chị đã có chiến thắng 1-0 trước VIP 1 mà cao quật Nga Mi. Và trong trận đấu này vẫn đang thi đấu có phần tốt hơn. Tuy nhiên thì vẫn còn phải chờ vào cái sát thương được gửi về từ hệ thống của Zico Global thì chúng ta biết chính xác được. 3 phút thi đấu cuối cùng. PK Nga Mi thì nó hơi nhàm anh em ạ. PK Nga Mi thì chúng ta nhìn thấy là họ chỉ đứng một chỗ và họ để xả ram thôi. Nhưng mà người cầm ác thì sẽ cần phải rất tinh tế và căng thẳng anh em ạ. Họ phải mất tới 10 phút bơm từng bình máu, căn làm sao để cho đủ lượng máu đến hết trận đấu. Chứ thường anh em nào mà bơm máu quá lạm dụng thì thường nó sẽ hết máu ở tầm ở phút thi đấu thứ 8 đó. Thấy không? Cái cột máu của tiểu long nữ tụt xuống rất sâu rồi, bắt đầu mới bơm ngược lại này. À, phút 20 giây, ô máu kìa, trắng máu kìa, quá nguy hiểm anh em ạ. Không hiểu làm sao mà tiểu long nữ này tự tin để cho máu của mình trắng xuống như thế vậy. Vừa rồi thì thêm một đam nữa thôi. Có lẽ chiến thắng sẽ thuộc về VIP 1 mà cao quật Nga Mi rồi. Đây là đồ của tiểu long nữ em này. Đây anh hai gà ơi, bằng sát đội công của 98 nhá. 45 chậm này, 23 kháng băng này, 45 chậm nữa này, 15 kháng băng, thêm kháng băng của cái dây chuyền này nữa, về cả nữa. Có kháng băng này. Còn đây là đồ của VIP 1 mà cao quận Nga Mi, bằng sát 156. Trận này thì mình thấy Nga Mi VIP 1 cao quật thì như không còn tăng vào điểm chạy nhanh nữa rồi, không căng vào lưu thủy nữa rồi. 1 phút thi đấu cuối cùng. Và hôm nay thì tất cả những trận đấu đều đánh ở thức là BO3 em ạ, nên nó diễn ra hơi lâu. Thì như thế thì chúng ta sẽ có thêm nhiều cơ hội để xem những màn trình diễn của các cao thủ. Em nhớ được rằng là tính VIP 1 mỏng cao quật Nga Mi đã có chiến thắng 2-1 trong cuộc đối đầu cùng với Côn Lôn Cơ Lốc Tình Yêu, một chiến thắng quá thuyết phục anh em ạ. Mình khi đối đầu với ác tiểu long nữ thì hôm nay VIP 1 mỏng cao quật Nga Mi đang tỏ ra khá hụt hơi. Và 20 giây cuối cùng mình sẽ bật tê lên em nhé, 20 giây cuối cùng thôi. Liệu rằng có trận đấu thứ 3 không anh em ơi? À, 1-1 anh em ạ. 1-1. Vậy là trong trận đấu này tiểu long nữ bị đánh trúng là 302.000, còn VIP 1 bị đánh trúng là 214.000. Xin chúc mừng. Trận 2 VIP 1 thắng. Vậy là 1-1 em nhá, 1-1. Rất đầu mà đánh cứ phải 10 phút một. Em đừng quên lịch thi đấu vẫn còn thế này. Đó, đây mới là trận bán kết 1 thôi, còn bán kết 2 và 3 trận đấu để tranh vô địch nữa. Mình thấy VIP 1 đã rất khôn ngoan sau trận đấu đầu tiên khi tẩy tủy lại, không tăng vào điểm chạy nhanh nữa mà tăng hết vào sen và thêm những cái điểm ở phụ trợ nữa, nên trận này chiến thắng cách biệt khá nhiều. 302.000 so với 214.000. Chào Xuân Đàn nhé, chào anh Tài Nguyễn nhé, chào tất cả em nào. Anh em ơi, mua máu nhanh, đánh nhanh nào. Đêm rồi, bên Texas bây giờ đang 23:37 rồi. Sau trận đấu này chúng ta sẽ đến với bán kết 2 giữa hai cao thủ, đó là
đây sẽ là FIKK và xin một cái tên này. Bán kết một đang là một đều em nhé, càng lắm càng như dây đàn luôn. Ủa đi đâu rồi? Tiểu Long Nữ chắc đi tẩy tủy em ạ. Đúng rồi, Nga Mi VIP 1 và cao quật có dây chuyền đẹp lắm em này, 20 kháng tất cả. À, anh em ngồi chờ đợi một tí nhá, mình chạy ra mình bắn cái thuốc lào nữa, đằng nào cao thủ cũng đi ra mua máu rồi, đi đầy tủy rồi. Chưa anh em, party chưa? Đây rồi anh em ơi, Tiểu Long Nữ quay trở lại rồi. Xem mình xem có thay đổi gì không. Đấy anh em biết là vì sao ở trong những cái sự kiện của Zico Global mà luôn bắt anh em phải khóa tẩy tủy và khóa đồ hay không. Như vậy thì nó sẽ có cái tính chất là cạnh tranh nhiều hơn. Rồi, chúng ta sẽ đến với trận đấu cuối cùng của bán kết 1 giữa VIP 1 bằng Ngami và Tiểu Long Nữ. Chào TNTH nhé. Có like TikTok không ngát sao không giống bạn. À đấy, đấy, anh em thích em mình bật thêm cái TikTok để cho anh em xem. Ôi xời, quá đơn giản luôn. Tưởng gì. Em chờ một xíu. Đây, mình bật thêm cái kênh TikTok để anh em xem nữa. Quá đơn giản. Rồi, quên. Ok anh em. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với trận thi đấu thứ 3 trong bán kết 1 giữa Tiểu Long Nữ và VIP 1 Mạc Cao Quật. Đây là sự kiện được mang tên là Thiên Địa Anh Hùng. Sự kiện do chính em bằng Thiên Địa ở máy chủ hiệp khách này tổ chức ra. Một cơ hội để em có thể thi đấu và cọ sát với nhau, chuẩn bị cho những trận chiến tiếp theo, những giải đấu tiếp theo do server tổ chức. Ở trong sự kiện lần này thì nhà tài trợ chính thì chính là anh Mr.T75 nhá. Anh em muốn mua yến sạch thì có thể liên hệ với anh Mr. T này, một chùm đầu nậu buôn yến ở bên Mỹ. Này em ơi, 20 giây cho trận đấu cuối cùng của bán kết 1. Bởi hôm nay tất cả những trận đấu chúng ta đều đánh theo thể thức là BO3, nên cứ cao thủ nào chạm 2 sẽ giành chiến thắng. Tiểu Long Nữ và VIP 1 Mạc Cao Quật đang có cân bằng là 1-1 sau 2 lượt thi đấu. Và lượt thi đấu thứ 3 này sẽ là thi đấu quyết định xem cao thủ nào giành chiến thắng. Sau trận đấu này chúng ta vẫn còn những trận đấu tiếp theo nhé. Đây ví dụ như xem, sẽ còn trận đấu bán kết 2 và trận đấu tranh giải vô địch nữa. Ở trận bán kết 2 thì chúng ta sẽ diễn ra giữa Ác Võ Đang Xin Một Cái Tên và Ác Đường Môn FBIKK. Sau đó sẽ tiến vào thi đấu chung kết. Mình nghĩ thì trong trận thi đấu thứ hai, lợi thế sẽ thuộc về khá nhiều trận bán kết 2 ấy, về ác của FBIKK, bởi vì đường môn mà. Nên là trận chung kết sẽ rất hay. Trận chung kết thì mình dự đoán tới tầm khoảng 90% thì sẽ là giữa Nga Mi và đường môn.
anh em đừng có vội gì mà rời mắt khỏi màn hình livestream này. Chúng ta đến những trận đấu cuối cùng sẽ rất thú vị, đặc biệt nhất là ba trận chung kết. Đấy là mình dự đoán thôi, chứ còn là trong trận đấu bán kết 2 nếu như ác xin một cái tên mà thắng được ác đường môn thì trận chung kết lại khá dễ dàng, nó chỉ là Nga Mi và Võ Đăng Kiếm thôi. Nhưng mình nghĩ thì cái cửa mà Võ Đăng Kiếm chiến thắng trước đường môn nó không cao. Thời điểm này thì Võ Đăng họ chưa có đủ cái lượng kháng cần thiết để đấu lại được với Bảo Vũ Lê Hoa. Và hơn thế nữa thì họ cũng chưa thể có một cái kiếm cập phong để tạo ra được những pha knock out thần thánh. Nên mình nghĩ bán kết 2 thì 3 trận nó sẽ kết thúc nhanh và chúng ta sẽ tiến vào trong chung kết nhé. Anh em đang đến với live stream của Zig Global. Đây là server Võ Lâm dành cho em đang sinh sống và làm việc tại hải ngoại. Server được tại Texas và cũng lấy khung giờ của Texas làm khung giờ tập trung cho anh em. Thường ngày chúng ta sẽ có những tính năng nhặt quả vào lúc 21 giờ, tức là 9 giờ sáng của Việt Nam. 22 giờ là Tống Kim. Và những chuyến thuyền đặc biệt của Phong Lăng Độ nữa. Đặc biệt nhất thì em đừng quên là 2 ngày nữa, thứ 6 chúng ta sẽ có trận công thành chiến của máy thủy khách này. Và phần thưởng thì sẽ là 2.000 đô cho 7 thành trì. Cụ thể như 700 đô cho Biện Kinh, 500 đô cho Lâm An, 400 đô cho Phượng Tường và 200 đô cho mỗi thành như là Đại Lý, Dương Châu, Thành Đô và Tương Dương. Và tới ngày Chủ nhật cuối tuần, ngày 4 tháng 6 thì chúng ta, vào lúc 22 giờ chúng ta sẽ đến sự kiện anh hùng đấu của server với 8 chiến đội nằm trong top 1 đến top 8 sau cái mùa xong đấu vừa rồi, sẽ thi đấu một lượt lại với nhau nữa. Đã 3 thi đấu trôi qua rồi ạ. Và mình nghĩ nó sẽ còn tầm khoảng 7 phút nữa. Hai trận đấu vừa rồi không có knockout, đều chiến thắng nhau bởi chênh lệch sát thương thôi. Ở trong trận thi đấu thứ 3 này thì Tiểu Long cũng rất khôn ngoan để đi ra thay vào là không cộng vào chạy nhanh nữa, mà cộng vào sen rồi. Giống cái cách thức cộng điểm của Nga Mi VIP 1 mà cao quật. Với Nga Mi này nó tăng điểm không khó em. Đó là về điểm tiềm năng thì cũng cộng mắc một sinh khí thôi. Còn về điểm kỹ năng thì cứ phun phụ trợ của đường phong xương, thêm một chút nữa vào máu. Đó, thế là sẽ đánh nhau được. Tiểu Long nữ kiểu đơ để mình xem lại đồ nhé. Phải anh cho em view lại đồ xem nào, xem hai ông này có thay đổi gì tí đồ được không. Đây là VIP 1 anh em này, 156 bằng sát nội công nhé. Đâu ở giờ thay rồi, giờ thay ra mà có 85 chậm rồi anh em ơi. Nãy là 125 chậm, giờ có 85 chậm thôi. Đây mình cho em xem đồ Tiểu Long nữ xem nào. Một 198 bằng sát nội công nhé. Hai người thì cách mặc đồ nó khá tương đồng nhưng mà đều là có 80 chậm thôi và đều cầm vũ khí bằng sát nội công. Về điểm kỹ năng mình nghĩ cũng không chênh lệch nhiều, họ cộng hết vào sen rồi cộng hết vào phụ trợ của đường phong xương. Sinh khí thì ép mắc như nhau rồi, mắc sinh khí rồi. Bây giờ là ai cảm giác bơm máu tốt hơn thì giành chiến thắng thôi. Kết quả đang là một đều rồi. Và ai chiến thắng ở trong trận đấu này thì sẽ giành tấm vé đầu tiên để vào trong chung kết. Hai mươi giây rất lâu mẹ, đánh đang Nga Mi này lâu lắm, cứ phải 10 phút cơ. Nói chung là Nga Mi là 1, Thiếu Lâm là 2, Côn Lôn là 3, là 3 cái hệ phái đánh với nhau rất lâu.
Nó không nhanh như đường môn, không nhanh như cái bang. Khá đáng tiếc khi hôm nay chúng ta có một ác. Thiên Nhẫn sẽ là một trong những ác để cho chúng ta quay trở lại với màn trình diễn của Nhất Vân Long. Nhưng mà Thiên Nhẫn đấy đen rồi, theo sau cậu ba. Trận đầu tiên gặp luôn ác Ngami Tiểu Long Nữ này. Và thế là về đi bán muối luôn. Bố chưa con ngủ phòng 3 đi. Xong rồi bật đường vào ngủ phòng 3. Mình thấy là cảm giác bơm máu của VIP ở cao quật rất mạo hiểm anh em nhé. Có những tình huống máu tụt xuống rất sâu. Hiện tại thì tỷ số đang là 1-1 rồi. Trận đầu tiên thì Tiểu Long Nữ thắng. Trận thứ hai thì VIP 1 mà cao quật thắng. Còn đây là trận thi đấu cuối cùng. Trận thi đấu để tìm ra được tấm vé tham dự vào chung kết. Hai trận đấu tranh giải 3-4 sẽ không đánh anh em nhé, sẽ là đồng hạng 3. Còn chỉ đánh BO3 để tranh chung kết thôi. Sau loạt trận này chúng ta sẽ đến với bán kết 2 giữa hai ác, đó là FBIKK và xin một cái tên. Bán kết mình đánh sẽ nhanh bởi vì nó là đường môn với võ đan. Hai phút 20 giây. Hiện tại thì sau khi server đã open được khoảng hơn 3 tháng rồi thì cấp độ cao nhất đang là 121 nhá. Và top 10 là 118. Về giã tàu thì chúng ta đã làm được 2961 rồi. Và đấy, tầm khoảng 8000 giã tàu sẽ ra Dương Hoàng Kim Môn phái. Ok anh em, một lần nữa thì xin cảm ơn anh Hiền Trần, chủ ác Mr. T đã là nhà tài trợ chính cho giải đấu và sự kiện Thiên Địa Anh Hùng ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ dành ra 10 phút để quảng cáo em nhé. Đó là anh Hiền Trần, anh Mr. T này, đang là một chùm buôn tổ yến ở bên Mỹ, bên hải ngoại anh em ạ, bên Hoa Kỳ đấy. Anh em nào muốn mua yến thì có thể liên hệ với anh Hiền Trần này thì sẽ được nhận những ưu đãi. Bởi vì chúng ta đều là những gamer, những người anh em đang chinh chiến tại các chủ hiệp khách của Zig Global. Một như trong những sự kiện này thì mình nghĩ tất cả những em, tất cả những bang hội sẽ nên tổ chức nhiều hơn để cho thành viên của mình sẽ có dịp cọ sát với nhau. Và bị chúng ta sẽ có thêm rất nhiều những giải đấu khác, đặc biệt nhất sẽ là giải Võ Lâm Minh Chủ sẽ được tổ chức sau mùa đơn đấu môn phái. Anh em chỉ cần đọc pass là Zig Global hoặc là Rin Trần hoặc là Răng Thỏ ra thì sẽ được nhận những ưu đãi, những khuyến mại của chùm buôn yến ở bên hải ngoại như thế này. Và đừng quên đây là server hiệp khách em nhé, máy chủ dành cho anh em đang sinh sống tại hải ngoại. Yến em ạ, tổ yến ấy, một sản phẩm rất tốt cho sức khỏe, nhất là trẻ em. Và 40 giây cuối cùng, 20 giây thôi em ơi, 20 giây, phải nói hai ông Ngami này đánh mất tầm khoảng gần như là 40 phút của anh em ở trong cái ngày đấu hôm nay rồi. Hôm nay mình bốc thăm hơi thối em ạ. Bốc cho đúng là Thiên Nhẫn gặp Ngami, Ngami gặp Côn Lôn. Vâng, vậy là Tiểu Long Nữ đã giành chiến thắng được ở trong trận đấu này rồi. Tiểu Long Nữ bị đánh trúng là 186.000, còn VIP 1 mà cao quật làm đánh trúng là 257.000. Công bố của em ơi, Tiểu Long Nữ thắng em nha. Nào, bây giờ thì mình sẽ mời anh em sẽ đến với trận đấu bán kết 2 giữa Xin Một Cái Tên và FIKK. Nào anh em, mời, mời em nào, bán kết. Xin Một Cái Tên và FBIKK. Vâng, đây rồi em ơi, hai cao thủ đã có mặt rồi.
Hiện tại bây giờ đang là 23:53 của bên Texas rồi. Nhưng anh em vẫn đang rất nhiệt tình để tham gia vào cái sự kiện thi đấu anh hùng lần này. Nên anh em bằng Tam Hoàng, anh em bằng Tây Sơn mà muốn tổ chức thì có thể liên hệ với admin Rin Trần nhé. Nếu ban quản trị đồng ý thì mình sẽ tiếp tục livestream với anh em những giải đấu như thế này để cho chúng ta có cơ hội gặp gỡ giao lưu, vừa gắn kết thêm tình băng hội mà vừa lại thể hiện được trình độ PK của mình nữa. FIKK sao không vào thế này? Xin một cái tên vào rồi em nhé. Đây sẽ là một đằng võ đang, võ đang kiếm em ạ. Võ đang này thì mình thấy có cái kiếm đẹp lắm. Mỗi đội cái dòng quan trọng nhất, cái dòng tốc 30 hoặc là tốc 20 thì nó lại không có em ạ. 95 băng sát, 40 choáng, 64%. Giá như cái dòng tỷ lệ công kích chính xác nó thành tốc đánh ngoại công 20 hoặc là tốc ngoại công 30 thì tuyệt vời. Vâng, theo chia sẻ của anh em thì ngoài việc buôn bán tổ yến ra thì nhà tài trợ chương trình này, anh Hiền Trần cũng giống như anh Mr. T này, còn cung cấp thêm cả đông trùng hạ thảo anh em ạ. Vì thế là những anh em nào muốn mua thực phẩm để bổ sung sức khỏe của mình thì có thể liên hệ anh Hiền Trần. Không biết anh Hiền Trần có bán thêm cái thực phẩm mà giúp cho tăng cường sinh lý nam không anh? Đấy, em nghĩ là cái vật phẩm này thì nó sẽ bán được nhiều hơn này. Vì mình thấy lắm anh em yếu lắm, vào trận lắm khi 3 giây xong đã bị knock out rồi. Nên là nếu bán cái đấy thì nó sẽ nhiều khách anh em ạ. Có thể bán thẳng cho admin Rin Trần được. Admin Rin Trần còn đang, nếu mà bán cái vật phẩm đấy thì nhiều khi là phải mua theo thùng ấy mà, mua theo container ấy. Rồi, chúng ta sẽ đến với trận đấu đầu tiên của bán kết 2, cuộc đối đầu của FBI KK và xin một cái tên. Trận đấu bắt đầu. Trời ơi anh em ơi, rất khó. Bây giờ thì chỉ có điện lực và nhà mạng mới cứu được. Xin một cái tên thôi. Đúng rồi. Đấy, theo như chia sẻ của anh Sơn Kê thì hiện tại admin Rin Trần của chúng ta đang tỏ ra yếu ở rất nhiều chỗ, đặc biệt nhất là chỗ đấy. Nên là anh em nào mà có cung cấp thực phẩm, ví dụ như anh Hiền Trần chẳng hạn, có thêm cái những cái vật phẩm hỗ trợ cho sinh lý nam thì có thể bán thẳng cho admin Rin Trần. Và có thể là bán theo công nhân nơi em nhé. Rồi, có knock out em ơi. Trời ơi, knock out rồi. Nhanh quá. Đấy, giống như này này. Đấy, anh em nào mà cứ 1 phút phụt 3 phát là kiểu gì phải mua. Vâng. Đừng, xin một cái tên, nó rất cố gắng để tạo ra những tình huống áp sát và tấn công, nhưng không thể lại, không thể nào chống lại bạo vũ lê hoa của FBI rồi. FBI, thắng em nhé. Bây giờ sẽ mua máu đánh tiếp. Server của chúng ta là server võ lâm của hải ngoại em ạ. Đặc biệt nhất là những em đang sinh sống ở bên Mỹ, bên Hoa Kỳ là nhiều. Nên là việc anh em mà có những cái sản phẩm gì hay có những cái công việc gì đều đó thì có thể comment chia sẻ trên livestream. Mình cũng sẽ quảng cáo free anh em nhé. Và có thể hỗ trợ anh em là kết nối với nhau. Ví dụ như anh FBI đang làm FBI chẳng hạn. Anh đang muốn bắt tội phạm, anh muốn bắt ông CL VIP 1 mặc cao quần chẳng hạn, thì sẽ liên hệ xong là mình sẽ chỉ điểm cho bắt ông này. Kiểu như vậy đấy, như kiểu là giao lưu kết hợp anh em. Tất cả đều có lợi. Nhưng miễn làm sao anh em sẽ cố gắng là cuộc sống làm sao nó phát triển thật tốt ra. Em có nhiều tiền để anh em nạp xu vào, để cho bên ban quản trị sẽ có cái nguồn kinh phí để duy trì server, cũng giống như là tạo các cái giải đấu, các sự kiện với tiền thưởng trực tiếp cho anh em nhé. Đợt này em thấy anh Rin Trần có vẻ bị trầm cảm ạ. Một phần là do bị gamer chửi nhiều, cái thứ hai là do áp lực về kinh tế nữa. Nên là rất cần anh em phải nạp nhiều em ạ, nạp nhiều, ăn đi vượt nhiều. Đó chính là cái sự ủng hộ anh em cho Zig Global đấy. Vâng, chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ hai của bán kết 2. Vâng, cao thủ nào giành chiến thắng thì sẽ bước vào trong chung kết gặp Tiểu Long Nữ, người đã đánh bại được VIP 1 mặc cao quật ở trong bán kết 1. Tất cả trận đấu chúng ta đều diễn ra theo thể thức là BO3. Chạm 2 chiến thắng thì sẽ bước tiếp vào vòng trong. Đang là 1-0 dành cho FBI cái bang rồi, FBI KK rồi. Tiếc quá. Thiếu dòng 20 tốc. Mà không thêm được dòng 20 tốc thì có thể đổi nó thành một cây chùy.
thì mình nghĩ sẽ cực kỳ có giá trị. Cây chùy này rơi vào tay của quét rác hoặc như Vegito thì nó không phải là những tiếng bong bong bình thường nữa, mà mình nghĩ nó giống như những tiếng nổ lớn ở trong đấu trường của Thiên Bang ấy. Còn đây là FIKK, mặc dù cái đồ thì cùi hơn so với đồ của Lữ Bố, nhưng đã thắng Lữ Bố ở trong trận đấu vòng loại với cách biệt là 2-1. 20 giây. Không biết trận đấu này thì xin một cái tên trụ được bao nhiêu giây. Và nếu trận đấu này mà anh kết thúc quá nhanh, mình nghĩ cũng cần phải liên hệ với anh Hiền Trần để mua đông trùng hạ thảo ấy mà. Mặc dù chưa có xìn xú và cũng chưa có những cái thực phẩm chức năng dành cho việc tăng sinh lý của phái mạnh, thì cứ dùng tạm đông trùng hạ thảo của anh Hiền Trần là được rồi. Áp sát nhưng không thể có cơ hội tung ra được nhân kiếm của anh em ạ. Bản đường môn tân pháp bạo vũ xoáy quá thấm, hơn vào đó là sự khắc hệ giữa hệ thổ và hệ mộc. Ồ, chọc chọc. Giá như đây là một cây kiếm có 20 tốc thì mình nghĩ sẽ có lợi thế dành cho xin một cái tên. Quá đáng tiếc. Điều cần thì không có, mà điều có thì lại không phải cái chúng ta cần. Ví dụ như dòng tỷ lệ chính xác ở trong cây kiếm của xin một cái tên. Không thể tạo ra knock out được. Nếu không để cho tầng 2 của thiên địa vô cực nổ ra. Cơ hội rất gần để cho FIKK tiến vào chung kết và gặp Tiểu Long nữ. Thi đấu quá ngoan cường dành cho xin một cái tên. Anh vẫn cố gắng tìm kiếm để lách qua khe cửa hẹp, khe cửa để giúp cho anh có thể bước vào trong chung kết và dễ dàng đánh bại được Angami. Nhưng mà ở bên Việt Nam mà người ta hay có một cái câu, đó là giá thì chỉ có xào lòng gà em ạ. Không có giá mà được, cuộc sống mà. Không ngừng tấn công. Nếu như là một cây kiếm tốc 20 thì đã khác cho xin một cái tên rồi. Vâng, không có điều bất ngờ xảy ra. FIKK tiếp tục giành chiến thắng ở trong ván đấu thứ hai này. Chúc mừng cho FIKK đã bước vào chung kết và xin chia buồn cùng với xin một cái tên. Vâng, có lẽ anh sẽ cần một cái tên, một cái tên may mắn hơn ở trong những lần đối đầu sau. Vậy chúng ta sẽ đến với chung kết nào anh em ơi. Chung kết sẽ diễn ra giữa Tiểu Long não, à Tiểu Long nữ và FIKK. Đây anh em ơi, lịch thi đấu đây, trận đấu tranh giải ba này cũng đánh em nhé. À, theo những sự sắp xếp lại của bang hội thiên địa thì chúng ta sẽ không có trận đấu tranh giải ba nữa, mà sẽ là đồng giải ba. Bây giờ chúng ta sẽ tiến vào thi đấu chung kết. Xin một cái tên này thì đóng hòm rồi này, màu đỏ cạnh chân rồi. Vậy là chung kết sẽ diễn ra giữa Tiểu Long nữ, người đã thắng được Vĩ Mộc và Cao Quật ở trong bán kết 1, và FIKK, người chiến thắng được xin một cái tên ở trong bán kết 2. Nào, anh em party nhau chưa? Party em ơi, đánh BO3 nhá. Chạm 2 này chiến thắng nào. Hiện tại thì ở bên Texas đã là 0 giờ 02 phút đêm rồi. Bên Việt Nam đã là 12 giờ 12 phút rồi. Cảm ơn tất cả anh em đã đồng hành cùng với livestream của Zilobo ở trong suốt thời gian vừa qua để chứng kiến những màn so tài đỉnh cao của cao thủ. Và bây giờ chúng ta chỉ còn 3 trận đấu cuối cùng để tìm ra được ngôi vị vô địch trong sự kiện Thiên Địa Anh Hùng do anh em mang thiên địa tự tổ chức với nhau. Phần thưởng dành cho top 1 sẽ được là 1.000 xu, top 2 là 500 xu, và đồng giải 3 là bao nhiêu xu thì sẽ liên hệ với anh em mang thiên địa nhé. Và một lần nữa thì cảm ơn anh Hiền Trần đồng tài trợ và cũng là nhà tài trợ chính của chương trình lần này. Anh em nào muốn mua yến với mua đông trùng hạ thảo ở bên Mỹ thì có thể liên hệ với anh Hiền Trần
ở trong tên in game là Mr. T75, trưởng lão của anh em bang Thiên Địa nhé. Và anh em đừng quên sắp xếp thời gian để thứ 6 tuần này chúng ta sẽ có trận công thành chiến của server Hiệp Khách. Và phần thưởng sẽ là 2.000 đô dành cho các bang hội chiếm giữ thành, 700 đô cho Biện Kinh, 500 đô cho Lâm An, 400 đô cho Phượng Thường, 200 đô cho Tương Dương, Thành Đô, Đại Lý và Dương Châu. Và cuối tuần lúc 22 giờ theo giờ của Texas thì chúng ta sẽ đến với sự kiện đó là anh hùng đấu của server Hiệp Khách này, với 8 đội nằm trong top 1, top 2, top 3, top 4, top 5, top 6, top 7, top 8 cùng một lần chiến đấu tháng vừa rồi. Phần thưởng sẽ là 100 giáp thủ lệnh và 30 tử thủy tinh dành cho top 1, 200 giáp thủ lệnh và 20 tử thủy tinh dành cho top 2, 100 giáp thủ lệnh và 10 tử thủy tinh dành cho top 3. Nào anh em ơi, trận này rất hay này, Đường Môn và Nga Mi Phong Xương. Em thử bình chọn cho mình xem kết quả như thế nào. Nếu nghĩ chiến thắng dành cho Đường Môn sẽ comment cho mình chữ DM nhé. DM cho chữ Đường Môn chứ không phải trong cái chữ viết láo đâu em nhé. Còn NM sẽ là Nga Mi. Vâng, trận đấu bắt đầu. Trận đấu đầu tiên của chung kết BO3. FBI Cái Bang đang chủ động tấn công, nhưng anh phải lưu ý được rằng sẽ không quá lạm dụng vào Bảo Vũ Lê Hoa. Một xoáy của Bảo Vũ sẽ tốn 80 nội lực. Và bây giờ cảm giác như lượng nội lực của mỗi cao thủ ở trong server chúng ta nó đều ở mức từ 5 đến 600 thôi. Vâng, và để ủng hộ cho Zigglobo em sẽ comment cho mình thiếu số 3 nhé. Còn ủng hộ cho nhà tài trợ chính của chương trình này, anh em sẽ comment cho mình chữ Y nhé, chữ Y trong chữ Yến, Tổ Yến anh em. Rồi, vậy là Tiểu Long Nữ đang chơi tấn công khá sớm trong trận đấu này. Theo như kinh nghiệm dẫn dắt các giải đấu thì mình thấy rằng thường những ác Nami họ sẽ xuống ngựa để chơi ở trong phút thứ 6 của trận đấu, cái phút mà khi thể lực của con ngựa sẽ bị bào mòn khá nhiều và hết thể lực đấy. Còn Đường Môn đúng rồi, họ không dại gì mà tấn công ở thời điểm này, sẽ là câu chuyện về hết mana chỉ hết máu. Có lẽ hai cao thủ này cũng đã tham gia rất nhiều các sự kiện giải đấu rồi, nên nhìn cách PK của họ thấy được rằng họ tính toán rất kỹ lưỡng về mốc thời gian và chiến thuật của mình. Vâng, trắng máu kìa. Đường Môn thân pháp, độ bắt dính là quá kinh khủng. Bạo Vũ Lê Hoa không chỉ ở vòng xoáy tử thần mà nó còn thêm những tia được bắn ra nữa, lượng sát thương và hiệu ứng cũng được xuất hiện ở những cái tia này. Em đừng quên mã số bình chọn nhé. Bình chọn cho Đường Môn sẽ comment cho mình chữ DM, còn bình chọn cho Nga Mi sẽ comment cho mình chữ NM. Xoáy rất thầm, Tiểu Long Nữ đã phải khinh công để thoát ra rồi. FBI đang chọn cho mình một phương án PK quá an toàn khi lui về góc 6 giờ của lôi đài. Chỉ cần Tiểu Long Nữ xuất hiện ở trong phạm vi sát thương của bóng Vũ Lê Hoa thôi. Vòng tròn với phạm vi, nếu mình nhớ không nhầm là 418 thì phải, hay là 512 đấy, thì là dính đòn luôn. Trong những cuộc chiến của Đường Môn và Nga Mi, Đường Môn chỉ thất bại khi họ hết mana thôi. Còn nếu để tính là sát thương, chắc chắn Đường Môn có lợi hơn rất nhiều so với Nga Mi. Dù hai phái này đều là hai phái có được lợi thế về và hiệu ứng của skill mà. Ví dụ như Nga Mi thì skill phong xương vừa làm chậm vừa bật ngửa đối phương, còn Bạo Vũ Lê Hoa là bắt dính hoàn toàn. Đó, Nga Mi tấn công rồi, Bạo Vũ giờ mới xuất ra được. Thời gian còn rất nhiều. Tiểu Long Nữ đang muốn dùng một cái bẫy tâm lý cho FBI, nhưng khó lắm. Nhìn cái cách FBI đang đứng ở góc lôi đài như thế này thì chúng ta đã hiểu được rằng
người cầm ác đã tính toán kỹ lý kỹ lưỡng cho một chiến thuật để giành chiến thắng ở trong trận đấu này. Thử cho em vui lại đồ nhé, vui lại đồ. Đây là đồ của FBI cái bang này. Di chuyển tất cả 12 khẩu 46 sát thương không tốc, giày làm chậm là tốc này, mũ phòng thủ, áo phục hồi 30 làm chậm này, 30 làm chậm nữa, vậy là có tầm khoảng 100 làm chậm của FBI KK anh em nhé. Không dễ dàng gì để cho tiểu long nữ có thể xuất ra được chiêu. Trận đấu đã diễn ra được một nửa thời gian rồi. Trận đầu tiên trong loạt trận chung kết của Thiên Địa Anh Hùng, giải đấu mà anh em bang Thiên Địa đã tự đứng ra và tổ chức với nhau. Vâng, vậy là hai nhân vật đoạt giải 3 của chương trình, đó là Sim Một Cái Tên và VIP Một Mà Cao Quật, cũng đã nhận thưởng của phần thưởng dành cho hai vị trí đồng giải 3. Vâng, đánh xong nhận thưởng luôn, quá nhanh và quá nguy hiểm em ạ. Mình thích cách chơi sòng phẳng này của các bang hội và hy vọng rằng những bang hội khác như Tây Sơn hay Tam Hoàng, những bang hội khác mà thấy được livestream này cũng có thể tổ chức các giải đấu, các sự kiện để thành viên họ có thể tham gia. Về phần thưởng cũng giống như về quy tắc thi đấu thì sẽ do các bang hội quyết định hoàn toàn nhé. Còn em nào muốn mình lên livestream thì sẽ liên hệ với anh admin tổng, anh Rin Trần hoặc là ban quản trị. Nếu được sự đồng ý thì mình sẽ livestream với em xem. 4 phút cuối cùng, nhân tiện thì mình cũng quảng cáo với em nhé. Thì máy chủ của chúng ta là máy chủ Hiệp Khách, máy chủ của chúng ta là server Đồ Xanh, được đặt tại Texas, server dành cho những anh em đang sinh sống tại hải ngoại. Anh em nào mà có thời gian hay là niềm đam mê đủ lớn thì chúng ta có thể nhìn được mình cái đường link màu xanh đang nhấp nháy ở dưới cùng màn hình này, đó là võlâmchuyenky.org, link tải game, nhóm mua bán của chúng ta. Vâng, chưa kịp quảng cáo xong thì đã có knockout rồi. Và FBI KK đã giành chiến thắng sau một pha knockout xuất thần của mình. Một không dành cho đường môn FBI KK. Chúng ta thử xem cái lượng sát thương nào. Tiểu Long Nữ bị đánh trúng là 105.370 điểm, còn FBI KK bị đánh trúng là 35.765 điểm, chênh lệch đâu đó tầm khoảng 70.000 điểm. Chúc mừng, 1-0 dành cho FBI KK. Bây giờ thì xin mời hai cao thủ sẽ quay trở lại phía cuộc thi đấu, mua máu nhanh và chúng ta sẽ tiến hành trận đấu tiếp theo. 1-0 rồi, nếu trận này KK giành chiến thắng thì sẽ trở thành vô địch của Thiên Địa Anh Hùng. Còn nếu như Tiểu Long Nữ giành chiến thắng thì chúng ta sẽ có trận thi đấu thứ 3. Rất hay em ạ. Giải đấu được tài trợ bởi anh Hiền Trần, nhà cung cấp và phân phối tổ yến rất lớn ở bên Mỹ anh em nhé. Nghe là muốn mua tổ yến này, muốn mua đông trùng dạ thảo thì liên hệ với anh Hiền Trần này, chắc chắn với những sự quen biết ở trong xe vào Hiệp Khách và sự giới thiệu của Global thì anh em sẽ có thể nhận được những ưu đãi đến từ nhà phân phối này, cả rất là nhiều. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại sàn đấu, đến với trận thi đấu thứ hai trong loạt trận chung kết của Thiên Địa Anh Hùng giữa Tiểu Long Nữ và FBI KK. Trận đấu đầu tiên, chiến thắng 1-0 thuộc về FBI, một tâm lý quá thoải mái để bước vào trận đấu thứ hai này. Không biết Tiểu Long Nữ sẽ có chiến thuật gì để giúp chị có thể cân bằng lại được tỷ số. Vâng, FBI KK đang đứng ở trung tâm của
Lôi đài. Vâng, vừa rồi thì mình cũng nhận thêm một món quà nho nhỏ nữa của nhà tài trợ của chúng ta em nhé. Cảm ơn anh Hiền Trần rất là nhiều. Cảm ơn tất cả anh em. 40 giây em ơi, thời gian để trận thi đấu tiếp theo được diễn ra. Vâng, với việc đánh bại được Tiểu Long Nữ ở trong loạt trận đầu tiên, trận đấu này mình nghĩ FBI KK quá thoải mái với những chiến thuật của mình rồi. Anh hoàn toàn có thể chơi phòng thủ chủ động giống như ở trong trận đấu trước, đợi chờ những sai số xuất hiện ở Tiểu Long Nữ. Và có một tình huống knock out. Chào anh Hưng Phở nhé. Vâng, anh Hưng Phở đang theo dõi livestream này, cũng là một trong những Việt kiều ở bên US này. Anh Hưng Phở muốn mua tổ yến hay là mua đông trùng hạ thảo có thể liên hệ với anh Hiền Trần đấy nhé. Rồi, trận đấu bắt đầu. Trận đấu này thì FBKK đang trình diễn một lối chơi hoàn toàn khác, một lối tấn công đầy chủ động, không còn là lối đánh phòng thủ rình rập nữa. Anh vẫn đang muốn tạo áp lực ra ở những phút đầu tiên. Trong cái đó thì Tiểu Long Nữ vẫn đang cố gắng di chuyển để câu kéo thời gian. Trận đấu sẽ mất tới 10 phút. Và đương nhiên rồi, Nga Mi họ sẽ cố gắng làm sao để bào đi được nội lực của Đường Môn. Chỉ có làm cách này thì Đường Môn mới có thể Nga Mi mới có thể giành chiến thắng được thôi. Đây là sự kiện Thiên Địa Anh Hùng, sự kiện được chính anh em bang Thiên Địa tổ chức ra. Trong những thành viên của bang hội mình, mỗi cao thủ sẽ được lựa chọn một phái bất kỳ. Thể thức thi đấu của chúng ta sẽ là loại trực tiếp và đánh theo thể thức là BO3, với chạm 2 là giành chiến thắng. Phần thưởng dành cho các cao thủ nằm ở trong top của bảng xếp hạng. Hạng 1 thì sẽ là 1.000 xu, hạng 2 là 500 xu, hạng 3 và hạng 4 sẽ là cùng một giải thưởng. Và mình thấy rất nhanh thì khi trận đấu của đồng giải 3 được diễn ra thì ban tổ chức của Thiên Địa Anh Hùng cũng đã trao thưởng rất nhanh cho các cao thủ rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với trận đấu cuối cùng của chung kết nữa thôi. Vâng, vẫn là một lối chơi giống như ở trận đấu trước. FBI KK đang lùi về góc 6 dầu của đôi đài. Quá khó cho Tiểu Long Nữ rồi. Làm như thế nào để chị có thể bào mòn đi 6 bình ngũ hoa mà FBI KK đã mang vào trận đấu này? Hơi khó em ạ, hơi khó. Ngày hôm nay chúng ta đã có quá nhiều trận đấu kịch tính và đầy cảm xúc nữa. Và cảm giác như chưa đầy 2 trận nữa thì chúng ta sẽ kết thúc giải Thiên Địa Anh Hùng lần này. Và mình hy vọng rằng thì sau cái sự kiện tổ chức của em bang Thiên Địa thì những em bang khác như Tam Hoàng Tây Sơn có thể tổ chức cho anh em của bang hội mình những giải đấu như thế này. Vâng, vậy là Tiểu Long Nữ xuống ngựa rồi. Có lẽ không thể nào câu kéo thời gian với FBI KK được. Các Đường Môn đang chơi quá khôn ngoan. Mặc dù đồ đạc thua thiệt hơn rất nhiều, nhưng chính FBI KK đã chiến thắng được ác của Lữ Bố ở trong vòng loại. Một chiến thắng quá thuyết phục với chung cuộc là 2-1. Rất khôn ngoan. Ở trong trận đấu trước, kể cả không hết giờ thì FBI KK cũng giành chiến kia trắng máu nha anh em ơi. Quá nguy hiểm. Tiểu Long Nữ vừa rồi đã có cơ hội để knock out được FBI, nhưng quá đáng tiếc khi một lần nữa chúng ta thấy được rằng FBI có cảm giác bơm máu tốt đến như thế nào. Mặc dù thì máu đã trắng cây rồi, nhưng Tiểu Long Nữ vẫn không thể dứt điểm được. Chị đã bỏ lỡ đi một trong những cơ hội trời cho. Thực sự đánh bại được VIP 1 mà cao quật Nga Mi đã là sự xuất sắc của Tiểu Long Nữ rồi. Nhưng khi phải đối đầu với một ác Đường Môn đang tỏ ra với một phong cách PK già dơ và đầy bản lĩnh như thế này thì rất khó cho Tiểu Long Nữ. Dù có thất bại ở trong trận đấu này thì Tiểu Long Nữ cũng hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu ra về, thì đã có 2 chiến thắng trước theo sau cậu ba. Và
VIP1 mà Konami, người đã tạo nên một chiến thắng lịch sử khi đánh bại được Akonlon cơn lốc tình yêu. Tiếp tục là một tình huống xuống ngựa phản công của Tiểu Long nữ, nhưng Bảo Vũ vẫn xoáy quá thấm em ạ, phải khinh công để thoát ra. Và knockout một lần nữa đã đến rồi. Quá đáng tiếc dành cho Tiểu Long nữ, giá như cách đây ít giây thôi chị có thể knockout được FIKK thì kết cục bây giờ đã khác rồi. Về điểm chênh lệch ở trong trận đấu này, Tiểu Long nữ đánh trúng là 44.000, còn FIKK đánh trúng là 15.000. Và với chiến thắng chung cuộc, vậy là chung kết anh em nhé. Chung kết thì FIKK thắng. Cảm ơn tất cả anh em đã đến với sự kiện Thiên Địa Anh Hùng lần này của Máy Chủ Hiệp Khách, và được tổ chức bởi chính ban lãnh đạo của anh em bằng Thiên Địa. Cảm ơn nhà tài trợ Hiền Trần đã tài trợ cho live stream cũng giống như giải đấu lần này của anh em bằng Thiên Địa. Anh em nào muốn mua yến, mua đông trùng hạ thảo thì có thể liên hệ với Mr. T75, trưởng lão của Thiên Địa, một trong những nhà cung cấp yến và đông trùng rất lớn. Cảm ơn rất là nhiều. Và bây giờ thì chương trình tường thuật trực tiếp của Zig Global cũng xin phép được dừng lại tại đây, với ngôi vị vô địch dành cho FIKK, giải nhì dành cho Tiểu Long nữ, và đồng giải ba đó là xin một cái tên cùng với VIP1 mặc cao quần. Hẹn em ở trong những live stream, những giải đấu tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.